chương 1120, trả ơn, thu thập địa đồ. Một đoàn người rất nhanh rời đi nhưng thân hình, diện mạo của sở nam lại khác thật sâu trong trí óc bọn chúng. Ngay lúc sở nam rời đi không lâu, vô tận hắc vụ ùa tới địa bàn phi thiên cửu hồ, hắc vụ này lại không phải là một chút hắc vụ trong u đàm kia, cỗ hắc vụ kia hiện đã tiến tới cỗ trận pháp kia, cũng không phải bị trận pháp ngăn cản nhưng nó lại dễ dàng đem tòa băng trụ tiêu tán đi rất nhanh, chỉ để lại cỗ tử khí bên trong, cứ như vậy bị hắc vụ thu thập từng chút một, Bộ dáng trong mười phần linh tính. Hắc phụ tràn ngập địa bàn phi thiên cửu hồ, sau dạo quanh mấy vòng thì đột nhiên hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, tốc độ lại phi thường nhanh chóng, khiến cho những tồn tại cường đại kia phi thường chấn động, sau đó nhao nhao tránh xa, trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ. Hắc phụ này thật kỳ quái, trước kia chưa từng xuất hiện qua tình huống như vậy, chẳng lẽ là cùng đám người kia có quan hệ? Đám người kia rốt cuộc có địa vị gì? Bên kia, đám người Sở Nam đã thoát ra khỏi vụ cấm hải. Nhìn sương mù nhàn nhạt tràn ngập Vụ Cấm Hải, đột nhiên bắt đầu trở nên đen như mực, tất cả mọi người đại biến sắc mặt, vội vàng mà hướng về phía xa chạy đi, bộ dáng như muốn ly khai Vụ Cấm Hải càng xa càng tốt. Đồng thời, trong nội tâm Sở Nam nổi lên một cái nghi vấn. Vụ Cấm Hải tại sao lại gọi là Cấm Hải? Rõ ràng là một cái đảo nhỏ, còn những tồn tại cường đại kia, Hắc Vụ có thể uy hiếp tính mạng bọn hắn vậy sao bọn hắn lại không ly khai khỏi nơi này? Trong rừng một cánh rừng bao la bạt ngàn như gợn sóng quay cuồng, tuôn ra những tiếng ầm ầm. Trên một phiến đất trống, một đoàn hỏa diễm hừng hực bốc lên, mặc dù dưới cuồng phong như vậy nhưng ngọn lửa kia ngay cả một tia rung động cũng không có, cứ thẳng tắp bốc lên. Bốn phía ngọn lửa tự nhiên là đoàn người Sở Nam vừa mới chạy ra khỏi vụ cấm hải. Tương Hân cùng Trương Hồng lúc này cũng đã tỉnh lại, sự tình trước đó, tuy hai người hôn mê nhưng vẫn phi thường tinh tường. Nhị nữ nhớ rõ gặp phải một tồn tại còn cường đại hơn hung giao bốn chảo, lại cũng nhớ rõ một đường bứt đuôi hắc vụ truy đuổi. Lúc này đây, nhị nữ hảo hảo mà ngồi tại nơi này, không cần minh tư khổ tưởng nhị nữ đều biết rõ mình có thể rời vụ cấm hải tuyệt đối là quan hệ tới sở nam, ánh mắt nhị nữ ánh lên tinh quang theo đó mà tròng trọc sở nam. Ánh mắt tương hân cùng lúc càng sáng, bởi vì nàng có mưu đồ, có mục đích, nàng ưỡn ngược hướng về phía sở nam đi tới. Trương Hồng một bên thấy cảnh này liền có chút sợ hãi, trước kia nàng liên thủ với hai người khác truy sát tương hân, nàng sợ tương hân sẽ lọt vào mắt sở nam nếu sở nam vì tương hân mà ra tay báo thù nàng hiểu nếu sở nam muốn giết nàng nàng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ thậm chí không cần hắn tự mình ra tay tâm tư nhanh chóng xoay chuyển không chút tư lự nàng cũng đứng dậy miệng hé một nụ cười môi chu lên lại còn cởi ra một ít y phục mà hướng sở nam đi tới tương hân thấy vậy trong mắt cũng ánh lên vẻ oán hận bước chân theo đó cũng nhanh hơn chút nữa nàng thực sự tin tưởng thân thể lẫn dung mạo của mình còn trương hồng cũng không cam chịu yếu thế mà quay đầu liếc nhìn tương hân một cái nguyên lực trong cơ thể vận chuyển bộ pháp theo đó càng thêm nhanh nhị nữ mặc dù không nói một lời nào nhưng lại mười phần có mùi thuốc súng một tràng chiến đấu vô hình đang diễn ra trong khu rừng con mắt như chuông đồng của hung dao bốn chảo trừng trừng nhìn nhị nữ trong tâm lại không ngừng cảm thán nghị lực của đại nhân quả thực không tầm thường chờ sau này ta hóa hình cũng nhất định phải phong lưu phiên phiên như thế để mị lực nam nhân của ta khiến cho ngàn vạn mỹ nữ vì ta mà hiến thân. Nhưng mà, nhị nữ khi còn cách sở nam 3 mét thì sở nam lại lạnh lùng phun ra một câu. Đứng lại, bên trong một câu này hàm chứa một cỗ uy năng nào đó khiến cho tương hân cùng Trương Hồng không hẹn mà run rẩy một trận, ngay lập tức mà ngừng bước chân lại, mà trong nháy mắt này tương hân liền ngồi xổm xuống khóc nức nở. Ta biết rõ, người xem thường ta, người cảm thấy ta không có liêm sỉ, muốn dùng thân thể, muốn dùng vẻ khải ái, muốn dùng vẻ ngốc nghếch, dùng vẻ không biết thẹn đến quyến rũ ngươi nhưng mà ta cũng không muốn như vậy ta thật đã cùng đường rồi ngươi không biết quốc phá gia vong là thê thảm thế nào đâu cả gia tộc ta bị bọn hắn diệt sạch chỉ còn sót lại mình ta ta muốn báo thù vì phụ mẫu báo thù vì thiên tướng quốc báo thù nhưng mà ta chỉ là một nữ nhân tu vi ngay cả võ đế cũng không tới mà ngay cả kiện pháp bảo liên tiếp giúp ta tìm được đường sống trong chỗ chết cũng đã bị hủy ta cái gì đều không có rồi ngươi nói xem ta lấy cái gì đi báo thù đây Ngoại trừ dùng thân thể ra, còn có thể dùng cái gì? Hung giao bốn chảo nghe đến đây thì không khỏi có chút xấu hổ. Tương Hân lại tiếp tục nói, lúc ta tuyệt vọng nhất thì ngươi lại cứu ta, còn đem ta ra khỏi vụ cấm hải. Không sai, ta đối với ngươi là có mục đích, ta hy vọng được trở thành nữ nhân của ngươi, sau đó sẽ vì ta mà báo thù, vì ta mà phục quốc, chỉ cần ngươi có thể làm được, ngươi muốn ta làm cái gì cũng đều được, cho dù để ta trở thành nô lệ của ngươi ta cũng quyết không nhíu mày một cái. Trương Hồng nghe vậy trong tâm cũng giật thót một cái, nàng rất sợ Sở Nam sẽ trúng khổ nhục kế của Tương Hân, ngay lập tức nàng liền nói ra. "Đại nhân, ta cũng nguyện ý vì đại nhân mà làm hết thảy, hơn nữa tu vi của ta so với nàng còn cao hơn, còn có thể giúp đại nhân làm không ít chuyện, ta." Chương 1121, Tiểu Nê Thu, một quốc gia như rừng. Tương Hân không thấy Sở Nam có phản ứng gì liền đứng thẳng dậy, bước ra ngoài, nói: "Thế gian này cũng không phải chỉ có mình ngươi là cường giả." nghĩ đến thân thể này của tuyệt đối không thiếu người thèm muốn bộ dáng rời đi của tương hân rất chi là đáng thương lúc này sở nam lại nghĩ tới chuyện bản thân mình có thể trở lại thiên võ đại lục dường như cũng là một phần công lao của tương hân trong lòng không khỏi tự nhủ mặc dù nàng vô tình xúc động đại trận như vậy cũng tính là có ân với ta vậy thì thừa dịp này mà báo ân đi lập tức sở nam lên tiếng ngồi xuống ngồi xuống đi tương hân dừng chân lại trên mặt tràn ngập vẻ vui mừng Nhanh chóng chạy về phía sở nam Trong miệng lại còn nói ra Anh hùng, người đáp ứng ta sao Người muốn giúp ta, đúng không Ngay lúc nàng chạy tới cách sở nam 3 mét Thì cũng lại không thể tiến thêm một bước nào nữa Trương Hùng thấy vậy trên mặt không khỏi hiện lên vẻ hoảng loạn Đại nhân, là ta bị hoàng đế chính dương quốc bức phải làm vậy Nếu như ta Sở nam không có để nàng nói hết mà hướng nàng nói ra Giao ra một giọt tinh huyết Đại nhân, người có thể lựa chọn không giao Sở nam nhàn nhạt nói ra Trương Hồng vội vàng nhổ ra một giọt tinh huyết, ngay lập tức sở nam dùng sinh tử quyết luyện hóa nó, ngay lập tức một đạo ấn ký liền khảm nhập vào trí óc của nàng. Nàng sướng sờ, ngay sau đó liền thả lỏng một hơi, bởi vì nàng biết rõ mình đã giữ được mạng rồi. Tương Hân nhìn sở nam làm như vậy, nàng cũng không phải là kẻ không có đầu óc, bằng không nàng cũng không thể từ trong tay đám người Trương Hồng đào thoát lâu như vậy, mặc dù dựa vào một kiện pháp bảo phi hành lợi hại phi thường, nhưng pháp bảo kia cũng không phải là yếu tố quan trọng nhất. Rất nhanh, nàng liền đoán được tình hình đại khái, minh bạch trương hồng trong vòng trăm năm sau chính là người của nàng, có một nội ứng như vậy nàng tự nhiên minh bạch tác dụng trọng đại của việc này lớn như thế nào. Sau đó, tương hân lại nhớ tới khi trước sở nam vì sao không có giết trương hồng, thần sắc đại biến, thầm nghĩ trong đầu. Sở đại nhân trước đã tính tới chuyện này sao? Sở nam không có ngó ngàng tới kinh ngạc của bọn hắn, chỉ lên tiếng hỏi. Các người biết rõ thiên nhất sơn ở nơi nào không? không biết nhị nữ sau một trận trầm tư mới lắc lắc đầu nói ra biết thập vạn đại sơn bắc thần cung đại khánh đế tôn hay không không biết sở nam sớm đã từng dự đoán kết quả sẽ là như vậy lại nhớ tới lời trang bất chu lúc trước đại khánh tam quốc chỉ là một phần rất nhỏ của thiên võ đại lục mà còn lại là ở một nơi phi thường vắng vẻ tồn tại thì không khỏi thì thầm không có manh mối không biết đường như thế nào trở về đây lúc này tương hân mới do dự nói ra đại nhân người có phải đang tìm một cái địa phương nào đó sao? Người có ý tưởng gì sao? Ta có thể vì đại nhân mà thu thập địa đồ, chỉ cần tìm được một phiến địa đồ có địa phương đại nhân cần là được rồi. Hai mắt sở nam sang ngời mà nhìn về phía tương hân. Hắn minh bạch lời này của nàng là ý gì, thoáng tính toán, nói ra. Cũng được, ta liền đi cùng với người một chuyến, đồng thời cũng muốn kiến thức địa phương này một hai. Tương hân lần nữa cuồng hỉ, nàng phảng phất như nhìn thấy thiên tướng quốc lần nữa được trọng sinh sở nam nhìn chằm chằm hung dao nói giờ ngươi muốn làm cái gì giờ ngươi muốn làm cái gì sở nam hỏi hung dao bốn chảo hung dao bốn chảo một điểm do dự cũng không có trực tiếp nói ra đương nhiên là đi theo đại nhân lăn lộn rồi sau khi nói xong nó lại suy nghĩ cẩn thận một phen ngoại trừ đi theo sở nam ra nó hiện giờ không thể nào quay trở lại vụ cấm hải được nữa chỉ cần nó vừa trở về nhất định sẽ là băng hỏa lưỡng trùng thiên sinh tử khó lường hình dạng của ngươi bây giờ Sở Nam chỉ về phía thân hình 20 trượng của nó nói, kích thước của nó hiện giờ quả thật khó thể giấu giếm được ai, hiện giờ nó chỉ cách hóa hình một bước, nếu cứ như vậy mà đi ra ngoài, nhất định sẽ giấy lên một trận phong ba. Đúng lúc này, thanh âm của tiểu hắc chợt vang lên. Phổ thân, ta có thể truyền cho nó một bí kỹ, có thể khiến hắn biến nhỏ, biến thành một hình dạng khác. Đây chính là truyền thừa của ngươi. Sở Nam không có tiếp tục nói ra nữa, bởi vì hắn thấy khóe miệng tiểu hắc lộ ra vẻ rào hoạt, sở nam hướng hung dao ném ra một cái thần sắc đồng ý bất quá hung dao cũng hoàn toàn không chú ý tới hắn hiện lúc này nó đang lâm vào cuồng hì ta truyền cho ngươi một bí kỹ có thể để ngươi biến thân tùy ý còn có thể biến thành những thứ khác nữa quan trọng nhất là chỉ cần sáu canh giờ ngươi có thể luyện thành ngươi có nguyện ý thanh âm của tiểu hắc rất là trịnh trọng tựa hồ như sẽ truyền cho nó một tuyệt đại bí kỹ vậy hung dao bốn chào căn bản là không cần nghĩ ngợi cái đầu to lớn của nó rối rít gật trong lòng lại thầm nghĩ thứ trên tay của tiểu đại nhân, khẳng định không tầm thường, nếu ta học được, sẽ biến thành cái dạng gì đây nhỉ? Nghĩ đến đây trong óc nó như phản xạ mà hiện ra một hình ảnh, bên cạnh còn có một chữ long thâm sâu khó lường. Không kịp để cho nó kịp suy nghĩ thì tiểu hắc đã bắt đầu truyền thụ bí kỹ, hung dao bốn chảo vội vã tập trung tinh thần, kỹ lưỡng lắng nghe. Ba phút sau, tiểu hắc nói ra, nhớ kỹ chưa, một chữ không kém, vậy ngươi nắm chặt thời gian, bắt đầu tu luyện đi. Vâng, đại nhân. Thân sắc hung giao lộ vẻ ngưng trọng mà đắm chìm trong tu luyện, theo thời gian dần dần trôi đi, nụ cười giảo hoạt trên khuôn mặt tiểu hắc càng lúc càng thịnh. Quả nhiên như tiểu hắc nói, sau 6 canh giờ sau hung giao tu luyện đã được một chút thành tựu, khiến cho nội tâm của nó tràn ngập vẻ hưng phấn, trong lòng càng thêm suy nghĩ. Mặc dù ta cách hóa Long không xa, bất quá bây giờ ta sớm có thể thoáng cảm nhận Long một chút rồi. Ngay lập tức, nó liền gào lớn một chữ, "Long", chỉ thấy cơ thể đang nằm sấp của nó lam quang chợt lóe hung dao 20 trượng đột nhiên biến mất, mọi người nhìn lại lại không thấy vật gì cả, vội vã phóng thích thần niệm ra, ngay lập tức liền thấy được một vật dài không đến 10 cm. Vật này không phải là thứ trong suy nghĩ của hung dao long, mà là một đầu nê thu. Hung dao cũng phát hiện ra điều này nên nhất thời luống cuống một trận, vội vã biến trở lại giao thân một lần nữa, sau lại một lần nữa dựa theo bí pháp mà hô lớn một câu. Ta muốn biến thành long. Ba, lại một đầu nê thu xuất hiện. Hung dao không tin, lại một lần nữa khôi phục lại giao thân, lại quát lên. Phi thiên cửu hồ, lam quang lóe lên, lại là một đầu nê thu. Song đầu bạo hổ, vẫn là nê thu, phi long, vẫn là nê thu. Hung giao liên tục thử đi thử lại hơn 10 lần, nói ra không ít tồn tại cường đại hơn nó nhưng kết quả cuối cùng, không có ngoại lệ nào, tất cả đều biến thành một đầu nê thu. Đến đây, nó cũng minh bạch mình đã rơi vào chồng rồi. Đại nhân, chuyện này, hung giao lệ quang đầy mặt mà hướng tiểu hắc nói, bộ dáng cần bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương lúc này bộ dạng tươi cười của tiểu hắc đã biến mất thay vào đó là một vẻ nghiêm túc tiểu hắc lạnh lùng nói ra người bất mãn hung dao đang muốn mở miệng theo bản năng mà muốn bày tỏ ý tứ bất mãn nhưng nó lại thấy thần sắc của tiểu hắc lại nghe thấy ngữ khí của tiểu hắc như vậy như thế nào cũng không dám tỏ ý bất mãn chút nào cuối cùng cũng chỉ có thể nắm chặt trảo lại vô cùng trái với lòng nói ra không có ta rất hài lòng vậy mới đúng Ngữ khí của Tiểu Hắc Hòa Hoãn xuống, tiếp đó lại nói ra. Sáu canh giờ, ngươi lại có thể đem bí kỹ này luyện tới lô hỏa thuần thanh như vậy đích xác là có tiềm chất hóa long thành công. Hảo hảo cố gắng lên, sẽ có một ngày, ngươi sẽ phi thiên thành long. Cảm ơn đại nhân, ngươi đừng tưởng ta biến ngươi thành đồ chơi, đây cũng là vì ta muốn tốt cho ngươi. Chúng ta sau này lăn lộn trên phiến đại lục này, cùng người khác liều mạng là chuyện rất bình thường, mà tồn tại cường đại hơn ngươi, khẳng định có không ít. Nhưng mà cũng phải nói lại bọn hắn nhất định sẽ đều trông mặt mà bắt hình rong, sẽ không đem ngươi một cái tiểu nê thu vào trong mắt, rồi sau đó là cơ hội cho ngươi đại triển thần uy. Nghe được ngữ khí thân thiện như vậy của tiểu hắc, hung giao lập tức nghĩ ngay tới cảnh sở nam diệt sát phi thiên cửu hồ mà tràn ngập vẻ hiểu ra, trong nội tâm cũng thoải mái đi không ít. Đúng lúc này, hung giao lại nghe tiểu hắc nói, kỳ thật, lý tưởng nhất là để ngươi biến thành một củ cà rốt, chỉ tiếc là ta không có bí kỹ như vậy, bằng không sau này đi ra ngoài, gặp kẻ chặn đường, trực tiếp lấy cà rốt ra đem hắn đập chết, vậy khẳng định là một sự kiện phi thường thoải mái. Cà rốt, hung dao choáng váng một trận, dao thân run rẩy một trận mà biến thành một con cá trạch, tiểu hắc nói xong, hướng hung dao nói ra. Sau này, người phải gọi ngươi là tiểu nê thu rồi. Vâng, đại nhân, lần này, nó đáp lại vô cùng thống khoái. Sở nam một bên cũng cười không ra tiếng, ôm lấy tiểu hắc qua rồi đứng lên, hướng tương hân nói. Tốt rồi, lên đường. Còn đối với Trương Hồng, Ngươi cũng có thể trở về phục mệnh rồi. Trương Hồng gật gật đầu đáp ứng, sau lại vội vã rời đi, hướng một phương ngược lại đám người sở nam chạy đi. Tương Hân có được trợ lực như thế, mục đích rất rõ ràng, đầu tiên chính là phải trở lại thiên tướng quốc, nhìn xem phụ mẫu của nàng ra sao, nhìn xem thiên tướng quốc là cái dạng gì. Trên đường đi, như gió thổi chấp lóe. đồng thời, sở nam minh bạch, khu vực rộng lớn này được xưng là Nam Xuyên Châu, cùng khu vực Đại Khánh Tam Quốc kia là hai khu vực bất đồng, Nam xuyên châu này vậy mà không phải chỉ có ba quốc gia mà là có tất cả lớn nhỏ vài trăm cái quốc gia. Quốc gia san sát như rừng là đặc điểm lớn nhất của Nam xuyên châu, đương nhiên Nam xuyên châu này cũng chiếm một khu vực tương đối lớn. Hơn nữa, khiến Sở Nam cảm thấy kỳ quái chính nhất là những quốc gia này tựa như võ giả, có đủ loại phân biệt, quốc gia đứng trên cùng được xưng là Thiên quốc, nhóm bên dưới được xưng là Thượng quốc, nhóm thứ ba cũng là nhóm cuối cùng được xưng là Vương quốc. Thiên tướng quốc của Tương Hân chính là một quốc gia ở tầng cuối cùng kia, chỉ là một quốc gia cấp bậc vương quốc. Cư quốc của Tương Hân là chính dương quốc, vốn cũng là một vương quốc nhưng theo lời Tương Hân nói, chính dương quốc vì có một võ thánh cường giả chấn thủ, lại sau khi tiêu diệt một vài vương quốc khác, sau đó nếu tại tấn quốc bị tái khiêu chiến thành công một thượng quốc, vậy là có đủ điều kiện tấn thăng thành chính dương thượng quốc rồi. Tấn quốc bị tái, sở nam thì thảo nói, chương 1122, tin tức võ thần, sở nam nghe tương hân giới thiệu tình huống nam xuyên châu xong khiến hắn nhớ tới hùng la thành đúng vậy nam xuyên châu chính là hùng la thành được phóng đại vô số lần trong mắt hắn từ một loại khía cạnh nào đó mà nói vài trăm quốc gia tại nam xuyên châu này cùng với mạng lưới bang phái tại hùng la thành không có gì khác biệt ba cấp phân biệt đại ban phái hình bang phái tiểu bang phái phân biệt ứng đối với thiên quốc thượng quốc vương quốc như vậy kẻ yếu nhược ôm chân kẻ mạnh kẻ mạnh lại kết thân với kẻ mạnh hơn một cấp phụ thuộc vào một cấp lớn hơn như luật rừng mạnh được yếu thua kẻ yếu mạnh lên đương nhiên sẽ không cam lòng làm tiểu đệ không muốn phải cung phụng thêm nữa muốn trở nên cường đại tự nhiên chém giết hoặc chiến tranh liền bắt đầu chỗ bất đồng chính là hùng la thành cùng nam xuyên thực lực không thể đánh đồng với nhau được nam xuyên châu là một đám voi sư tử lão hổ tranh đấu còn hùng la thành lại một đám kiến hôi liều chết với nhau một thứ trên trời một cái dưới đất tại nam xuyên châu vương quốc muốn trở thành thượng quốc, thứ nhất phải có võ thánh tỏa chấn. Thứ hai, địa bàn, địa bàn phải đủ lớn, đạt tới một hạn mức yêu cầu. Hai điểm này làm được thì mới có tư cách tham gia tấn quốc bỉ tái trăm năm một lần. Đã có tư cách thì sẽ có điều kiện thứ ba, phải chọn và khiêu chiến thành công một thượng quốc, đem vị trí của hắn biến thành của mình, vương quốc tấn thăng thành thượng quốc, một thứ bậc cao cấp hơn vương quốc. Đồng dạng như vậy, thượng quốc cũng có biến hóa như vậy. Bởi vì quy định như vậy nên Nam Xuyên Châu chỉ có tổng cộng 18 cái thượng quốc, con số 18 này, từ đầu đến cuối đều không có biến hóa qua. Tương Hân lúc này dẫn sở Nam Xuyên mây mà đi, tiểu hắc tự nhiên thỏa mãn nằm trong lòng của hắn, còn tiểu nê thu, đầu hung dao ngày xưa lại quấn chặt một bên. Lúc này, trong đầu sở Nam đang có một cái nghi vấn. Dựa theo phân chia như vậy, điều kiện tấn cấp, muốn thành thượng quốc cần phải có võ thánh trấn giữ, vậy còn thiên quốc. Có phải hay không có võ thần tỏa chấn đây? nghĩ đến khả năng này tâm trạng sở nam chấn động không thôi tất cả năng lượng trong cơ thể đều kích động một trận thậm chí ngay cả huyết dịch cũng sôi sục không thôi tiểu hắc trong lòng sở nam cũng cảm giác được biến hóa này dùng đôi mắt sâu sắc mà nhìn sở nam đúng lúc này tương hân nói đồng dạng nếu thượng quốc muốn tấn thăng thành thiên quốc cũng phải thỏa mãn ba điều kiện bất quá điều kiện đầu tiên cần phải có võ thần tỏa trấn suy đoán thành sự thật đang nhanh chóng thuấn di sở nam đầu tiên là thoáng ngừng bước chân lại sau chừng mắt nhìn tương hân tròng trọc tương hân không tự chủ được mà rét run một cái ngay cả bộ ngực một mực ướn lên kia cũng bị ép thẳng trở lại ngay lúc tương hân đang muốn nhỏ giọng hỏi một tiếng thì sở nam lại nói ra điều ngươi vừa nói là thật là thật thiên quốc cần phải có võ thần tọa trấn đúng vậy nam xuyên châu tổng cộng có tam đại thiên quốc ít nhất phải có ba gã võ thần tồn tại sở nam nhìn tròng trọc dung mạo như hoa của tương hân không thấy chút nào giả bộ hơn nữa tương hân cũng không cần phải nói dối gì cho nên sở nam cuối cùng cũng phải tin tưởng tin tức này nhưng mà sở nam đã tin tưởng nhưng trong lòng hắn nổ vang một cái nghi hoặc hắn nhớ tới sở gia lão tổ từng nói theo truyền thuyết võ thần có thể phá toái hư không oanh phá thiên khung mà tiến nhập vào một cái thế giới khác một phiến thiên không khác võ thần đã có thể oanh phá lão thiên vậy hắn vì cái gì mà còn lưu lại thiên võ đại lục hơn nữa còn dừng ở nam xuyên châu này vấn đề này còn có cái gì bí mật sao hoặc nói là võ thần tịnh không giống như những gì lão tổ nói, không thể phá toái hư không. Sở Nam nhớ lại, lại nhớ tới lời vị nhị trưởng lão thiên trảm điện từng nói, trên thiên võ đại lục từng tồn tại một loại tương tự với thiên trảm điện, sau khi xảy ra dị biến, đoạn tuyệt quan hệ với tất cả đại lục khác. Chẳng lẽ hai chuyện này có gì liên quan sao? Sở Nam nghĩ mãi không ra nhưng đối với chuyến đi Nam Xuyên Châu này cũng tràn ngập chờ mong, hắn cảm giác, hắn càng lúc tiến tới bí mật càng gần. Đè nghi hoặc trong lòng xuống, sở nam nói muốn báo thù chính dương quốc để tiểu nê thu đi một chuyến đem chính dương quốc hoàng đế chảm sát quần long vô thủ vậy ngươi thu phục thiên tướng quốc không phải là việc trong tầm tay sao nghe được lời này tương hân lại lắc lắc đầu ân đại nhân vậy không được rồi võ thánh quá mạnh một võ thánh ra tay chỉ cần cho hắn đủ thời gian với lực lượng một mình hắn là đủ để tiêu diệt một vương quốc rồi bởi vậy nam xuyên châu có quy định từ tồn tại cấp bậc võ thánh trở lên còn có võ thần đều chỉ có thể xuất thủ với tồn tại cùng cấp bậc, nếu vi phạm sẽ lọt vào trừng phạt rất nghiêm khắc. Ví dụ như, nếu một võ thánh cường giả chủ động hướng võ tôn hay võ đế ra tay vậy sẽ lọt vào vây công của chúng võ thánh, thậm chí là ngay cả võ thần cũng nhúng tay vào, tự mình đem võ thánh vi phạm này diệt sát. Cho nên, lưỡng quốc chi chiến, võ thánh căn bản không thể xuất thủ, võ thánh đại khái chỉ mang ý nghĩa trấn nhiếp các vương quốc khác, đạt tư cách tham gia tấn quốc bị tái, ngoài ra còn có tỷ thí tại tấn quốc bị tái mi mắt sở nam khẽ run lên, chương 1123, đã từng nghe sao, quy định này thật sự là thú vị, từ một phương diện nào đó còn có thể kích thích võ giả nam xuyên châu không ngừng tu luyện, một phương diện khác lại có thể bảo hộ lượng lớn võ giả nam xuyên châu. Dứt lời, sở nam lại hỏi tương hân một câu, chiếu theo lời ngươi, nếu một võ tôn khiêu khích võ thánh, võ thánh kia cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt xuống. Tương hân đáp, nếu như có người chủ động khiêu khích võ thánh, võ thánh kia liền có thể xuất thủ diệt sát hắn, nhưng cũng chỉ có thể đối với cá nhân, không thể liên can tới gia tộc, tộc nhân, hoặc là quốc gia người đó. Nghe câu trả lời như vậy, vẻ mặt nghi hoặc của hắn mới thư thái xuống, hắn nói. Chúng ta bây giờ đã có võ thánh cường giả bên người, việc chúng ta giờ nên làm chính là thu phục thiên tướng quốc, sau mới khuếch trương địa bàn rồi. Ân, tương hân đáp ứng một tiếng, mày liễu có chút dương lên. Chỉ tiếc, cách tấn quốc bị tái chỉ còn lại một năm, một năm này thế nào lại có thể thu phục được thiên tướng quốc? Lại còn phải đạt tới đủ yêu cầu, yên tâm đi, một năm cũng đủ rồi. Đại nhân, sở nam không giải thích, chỉ dẫn đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới khu vực của thiên tướng quốc. Nam Xuyên Châu quả nhiên rất rộng, sở nam thi triển thiên nhai chỉ xích phi hành gần một tháng trời mới tới. Mặc dù sở nam không có dùng tới chu thiên tuần hoàn nhưng với tốc độ 5.000 dặm một lần thuấn di cũng là phi thường khủng bố rồi. Mà trong lúc này, tiểu nê thu lại chấn kinh một lần nữa được sở nam mang theo, khi phi hành căn bản là không chút ngừng nghỉ nào mà làm cho chấn kinh. Nó đoán chừng năng lượng trong thân thể hắn có phải hay không như suối nguồn, dùng mãi không hết. Ở một ngày nào đó, sở nam đã đặt chân lên khu vực của thiên tướng quốc. Mới từ không trung rơi xuống, còn chưa kịp đi tới cửa thành thì đám người chung quanh đã có người hô lên một tiếng. Đó là công chúa thiên tướng quốc, một tiếng kinh động tứ phương. Hết thảy mọi người đều quay đầu nhìn lại, thuận theo ngón tay người đó mà chuyển ánh mắt hướng về phía tương hân. Ngay lập tức, có binh sĩ hướng trong thành chạy nhanh đi, còn có ba mũi tên được bắn lên mà bạo liệt trên trời, tạo ra từng đoàn quang đoàn gai mắt. Tiếp thụ từng ánh mắt hoặc kinh hỉ, hoặc tham lam, hoặc cứu hận nhưng trên mặt tương hân lại không hề lộ một tia hoảng loạn nào, bởi vì bên cạnh nàng có một hung dao có thể sánh ngang với võ thánh cường giả, lại còn có sở nam thực lực thâm sâu khó lường, lại càng có một con thỏ có thể khiến hung dao phải cúi đầu, tự nhiên là nàng không cần phải sợ hoàn toàn chấn định, tương hân công chúa tuy không chút đắn đo nhưng cũng vẫn liếc sở nam đứng một bên vài lần. Dù sao ở trước mặt hắn nàng vẫn phải một mực im lặng nhưng trong nội tâm không khỏi tự nhủ một phen. Thật sự là còn sót lại vài phần công chúa uy thế. Lúc này, sở nam tu vi chỉ là võ hoàng chi cảnh. Sau đó, tương hân hé mở môi son, nói, con dân thiên tướng quốc ta, ta, tương hân, thiên tướng công chúa, trở về rồi. Không có thanh âm đáp lại, chỉ là một mảnh trầm mặc, trầm mặc qua đi lại là vô số thanh âm hoan hô nhưng mà trong đó có không ít ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ càng ngày càng đậm những ánh mắt này tự nhiên là của con dân của thiên tướng quốc là những người con yêu cái vương quốc thiên tướng quốc này thiên tướng quốc diệt vọng đau khổ nhất vẫn chính là con dân bọn hắn hy vọng thiên tướng quốc sẽ một lần nữa sống lại mà bảo hộ bọn hắn để bọn hắn thoát khỏi kiếp nạn khổ cực trước mắt lần này ta trở về chỉ có một mục đích đó chính là đem chính dương quốc đuổi ra khỏi thiên tướng quốc đem lại bình an cho con dân thiên tướng ta nguyện cùng tồn tại với các ngươi ta sẽ cùng các người phấn đấu đến hơi thở cuối cùng thanh âm chấp nhất của nàng truyền đi tự nhiên là có sức nghị hoặc những kẻ ngu mốc trong lòng còn hoài niệm thiên tướng quốc khiến bọn hắn vô cùng phấn chấn lập tức có người cao giọng hô lên ta nguyện cùng công chúa chiến đấu tới giọt máu cuối cùng đem lũ lang sói chính dương quốc trục xuất ra ngoài chúng ta muốn chiến đấu sở nam thực không nghĩ ra lực hiệu triệu của tương hân lại lớn như thế chỉ một câu nói mà có thể khơi dậy chiến ý của đám người kia trong tâm không khỏi thầm nghĩ dân tâm có thể dùng được xem ra một năm hoàn toàn có chúc thừa đúng lúc này một thanh âm rất không hòa hoãn vang lên bắt lấy thiên tướng quốc công chúa cho ta chính dương hoàng đế đã ban lệnh chỉ cần bắt được nàng là có thể trở thành chính dương tam phẩm đại quan cùng vô tận vinh hoa phú quý còn có một vạn khối thượng phẩm nguyên thạch một câu này mị lực càng lớn hơn nữa khiến vô số người bao quanh tương hân liền phóng tới trong đó không thiếu võ hoàng cường giả. Con dân Thiên Tướng quốc thấy những kẻ này lao về phía công chúa, cả đám nhất thời đều tức tới đỏ cả mắt, muốn đi lên cản lại những người kia. Những người kia chỉ liếc mắt qua đám con dân Thiên Tướng quốc này một cái liền cuồng cứu một trận. Đám con dân này, tu vi cũng không phải là cao, những kẻ tu vi cao cường, nếu không phải bị giết thì cũng là đầu hàng chính dương quốc rồi. Sở Nam thấy cảnh này, trong tâm không khỏi cười khổ một trận. Ở quê nhà, một gã võ quân là đã có thể khai tông lập phái, có thể mở ra một gia tộc, vậy mà tại Nam Xuyên Châu này, võ quân bình thường chỉ là con dân mà thôi. Từ phương diện này mà nói, quê nhà quả thật là ở một cái đủ vắng vẻ. Một người hét lớn, một võ quân nho nhỏ mà cũng dám cản đường võ hoàng ta, muốn chết. Bổn võ hoàng cũng là kẻ có lòng hảo tâm, tiến các người cùng lên đường, để cho các người xem như có người làm bạn xuống suối vàng. Trường 1124, tiến còn, ngũ đại võ tôn, theo một tiếng cuồng tiếu một đạo đao quang cuồn cuộn chảm tới thẳng muốn đem đám con dân phía trước đường đi của nó chảm sát ngay lúc đao quang gần như chảm lên người bọn hắn thì đột nhiên bật ngược trở lại với tốc độ nhanh hơn uy năng mạnh hơn đem vị chủ nhân căn bản không thể cản nổi trực tiếp chém thành hai nửa mà rơi xuống mặt đất vang lên hai tiếng bang bang chàng chém giết quỷ dị như vậy khiến cho những kẻ đang hướng tương hân nhào tới kia như bị dội một chậu nước lạnh tất cả đều không thể không bình tĩnh lại còn con dân thiên tướng quốc lại giống lên công chúa vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, là ai, là ai động thủ, đứng ra đây, có người giống lên, ánh mắt lại hướng bốn phía quét qua. Lúc này, tương hân lại nói ra, ta, tương hân xin thề, kẻ nào giết hại con dân thiên tướng quốc sẽ đều là địch nhân của thiên tướng quốc ta, là địch nhân của tương hân ta, mặc kệ ngươi là ai, ta thề sẽ hoàn lại gấp trăm lần. Lời này vừa ra khiến con dân thiên tướng quốc cảm động tới rơi cả nước mắt, thanh âm như sóng chiều vang lên. Đúng lúc này, cửa thành đột nhiên mở ra, chừng một vạn binh sĩ nhanh chóng phóng tới đem một đoàn người sở nam, còn có con dân thiên tướng quốc cùng những kẻ tham lam vinh hoa phú quý kia đều bao vây vào trong. Sở nam nhìn chằm chằm người tới, những binh sĩ này tu vi thấp nhất đều là võ vương chi cảnh, mà thống lĩnh lại một gã sơ giai võ đế, vô cùng phô trương. Chứng kiến thế trận xa hoa như vậy, hắn một điểm kinh ngạc cũng không có, bất quá, trong tâm lại nổi lên một cái nghi vấn. Thiên võ đại lục, rốt cuộc thuộc cái đảng cấp gì? Nhưng, như vậy cũng chưa phải là đã hết. Phía bên trên cửa thành còn sừng sững một thân ảnh màu tím tản ra khí thức võ đế đại viên mãn, bên dưới cửa thành lại còn có gần 500 binh sĩ đè trên gần 3.000 người quần áo tả tơi, mặt mày xanh sao. Những người này, không ngoại lệ đều là những kẻ hết sức trung thành với thiên tướng quốc. Thân ảnh màu tím lóe lên, loáng cái liền xuất hiện trên đầu tương hân, cười nói. Tương hân công chúa biệt lai vô dạng A, ngô thắng ta mấy ngày nay đang tính toán đi muốn đi bắt công chúa nhưng không ngờ công chúa lại đến đây, chính Dương Hoàng đế đang đợi người làm phi tử thứ 108A. Mơ tưởng, phải không, công chúa, những lời người vừa mới nói thế nhưng ta đã giành mạch qua, nếu người đáp ứng ngoan ngoãn trở về cùng ta, ta sẽ tha cho con dân của người, bằng không, đầu ba ngàn người kia sẽ phai rơi xuống đất rồi, mà không những chỉ có ba ngàn người này, còn có hơn hai mươi vạn con dân tại ngũ động thành, đây chính là máu chảy thành sông, xác người vạn dặm A. Ngữ khí ngô thắng uy hiếp mười phần, không chút che giấu, vừa dứt lời hắn lại còn hướng những kẻ hám tài kia nói. Các ngươi còn không ra tay, chính dương hoàng đế phong thưởng còn đang đợi các ngươi đi lấy đây này. Một câu này, tình thế mới hòa hoãn xuống lúc trước trong nháy mắt liền trở nên khẩn trương vạn phần. Chứng kiến một vạn đại quân bao vây, những người này đều cho rằng tương hân công chúa đã vô lực xoay chuyển tình thế, lập tức cả đám như ong vỡ tổ nhào tới. Tương hân bị nắm ngay chỗ bầy tắc, theo đó thần sắc của nàng không khỏi hiện lên đầy vẻ cam chịu, không khỏi quay đầu lại nhìn sở nam một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ thành khẩn. Chú chỉ đoạn trí mạng nhất trên thân rắn, ý chỉ nắm ngay điểm yếu. Sở nam nhàn nhạt nói ra, ta rất không hài lòng khi có người đứng trên đầu của ta. Thanh dù rất nhạt nhưng tất cả mọi người đương chàng lại nghe được rất rõ ràng. Tên võ đế đại viên mãn kia nhìn chòng chọc sở nam rồi bỗng nhiên nở một nụ cười. Tương hân, người tìm đâu ra được một trợ thủ như thế. Tu vi không đặc biệt cao nhưng can đảm ngược lại cao tới kinh người đang nói, Ngô Thắng đối với một vạn đại quân bên dưới nói: "Ta muốn hắn bị vạn tiễn xuyên thân, đã nghe chưa?" Sở Nam nói với Tiểu Nê Thu, "Veo, veo, veo, vạn tiễn tề xạ, một vạn mũi tên này vậy mà đều là thượng phẩm linh khí, toàn bộ đều ngắm về phía thân thể Sở Nam bắn tới." Cũng ngay tại lúc này, một đầu Tiểu Nê Thu cá trạch đột nhiên bay lên, Ngô Thắng cảm thấy thật không tưởng nhưng lại đối diện với tương hân chế nhạo một câu: "Công chúa, trợ thủ ngươi tìm được, quả nhiên không giống bình thường." một tên võ hoàng như sâu kiến, một con thỏ, giờ lại một con cá trạch trợ thủ ngươi tìm được đủ khiến người ta phải giật mình a à. Tương Hân nhìn Ngô Thắng với thần sắc thương hại, thần sắc này Ngô Thắng rất dễ dàng nhận ra, trong lòng hắn theo đó không khỏi hiện lên vẻ bất an, vì vậy hắn lại hướng thủ hạ dưới cửa thành quát lên. Chém đầu bọn hắn, lại, lời chưa ra hết thì đã bị nghẹn trở lại, bởi vì hắn chứng kiến một vạn mũi tên kia đột nhiên quay đầu, đúng là hướng về phía hắn lao tới. Ngô Thắng đại sợ, bởi vì một vạn mũi tên cấp bậc linh khí này có một danh tự gọi là Phá Đế Tiễn. Tuy rằng hắn là võ đế đại viên mãn, nhưng dưới một vạn mũi Phá Đế Tiễn này hắn cũng chỉ có thể bị bắn thành tổ ong. Ngô Thắng không biết chuyện gì đã phát sinh, trong lúc nhất thời hắn liền tế ra thủ đoạn phòng ngự cường đại nhất, đem tất cả tu vi sở hữu bộc phát ra, còn lấy ra cả pháp bảo công kích cùng bản mạng bỏ trốn. Làm chừng ấy việc xong, Ngô Thắng lại phát hiện ra một vạn mũi tên này lại đột nhiên đình chỉ, tâm theo đó mà càng chìm xuống. Đúng lúc này, một thanh âm liền truyền vào trong lỗ tai hắn. Chuẩn bị tốt chưa, ngươi là ai, là giao ra da gia ngươi? Ánh mắt Ngô Thắng quét bốn bề một lượt, cuối cùng cũng rơi lên người tiểu Nê Thu, ánh mắt lấp lánh nghi hoặc, tiểu Nê Thu lại truyền âm tới. Dám nói giao ra da gia ngươi là cá trạch, giao ra da gia ngươi liền đem ngươi bắn thành tổ ong. Lời vừa dứt, một vạn mũi phá đế tiến lần nữa kích bắn tới, trong nháy mắt liền xuyên phá phòng ngự của Ngô Thắng, nhân tiện diệt luôn nguyên lực, tu vi mà găm chi chít lên người hắn lúc này, chân của hắn mới nghiêng về một phương hướng khác. Phó đế đại viên mãn, cứ như vậy bị tiến của thủ hạ dưới tay bắn chết. Tại nơi xa, những kẻ đang nâng đao muốn chém con dân thiên tướng quốc tất cả lại đều bị đông lạnh tại chỗ, trở thành một cỗ băng điêu, trong lúc ngô thắng bị vạn tiến xuyên thân, bọn hắn lại tựa như đá tảng vỡ mà văng tung tóe ra nhưng một điểm máu huyết cũng không xuất hiện. Đám người hám tài lần nữa ngây người, lần này không phải là phát ngốc mà là vô cùng sợ hãi rồi. Đúng lúc này, thanh âm nhàn nhạt của Sở Nam lại một lần nữa vang lên. "Như ta vừa mới nói xong, ta rất không vui khi có người đứng trên đầu của ta." Thanh âm truyền ra, có một ít người phản ứng vô cùng mau lẹ xoay người bỏ chạy, số còn lại thì ngốc trệ, không biết câu này ý tứ là gì, chỉ có thể ngây người tại chỗ. Trong trường hợp này, mặc kệ là người điên cuồng bỏ trốn hay vẫn ngu ngu ngơ ngơ, tất cả đều thấy trước mắt mình chợt xuất hiện một giọt nước, tất cả không hẹn mà cảm thấy kỳ lạ còn những đại sát chiêu tản ra khí thức cuồng bạo cùng tất cả hào quang đột nhiên dưới giọt nước kia hóa thành một cái động nhỏ chỉ với một cái hút giọt nước lúc này chả khác gì một cái túi đem bọn hắn cùng tất cả chiêu thức cuốn vào bên trong sau một lần hít thở giọt nước biến mất không thấy tất cả đám võ giả vì vinh hoa phú quý theo đó mà cũng biến mất theo thật giống như chưa từng xuất hiện qua lúc này đến lượt một vạn quan quân chung quanh ngây người tên thống lĩnh kia một tay cầm đại chảm đao một tay chỉ sở nam quát lạnh phá đế tiến tam xả, vì thành chủ đại nhân báo cừu, trả tên lại cho bọn hắn. Sở Nam miệng nói chân bước về phía trước, ngay lúc một vạn đại quân gài ba mũi tên lên cung, một vạn mũi tên lúc trước mặc dù đã ghim lên người ngô thắng nhưng lúc này chúng lại quay ngược trở lại, men theo quỹ tích lúc trước mà quay trở về, cũng không phải là đầu tiến về trước mà là đuôi. Đuôi tiến thì có sao, như lợi khí giết người, đuôi tên không chỉ đâm vào tay bọn hắn mà còn xuyên thẳng qua, đâm vào tâm tạng bọn hắn. Thanh âm rầm 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 như pháo nổ vang lên, sau khi tiếng vang chấm dứt, một vạn đại quân ngũ động thành đã hóa thành một đám thi thể khô khốc. Tương Hân vui vẻ nhưng ẩn ẩn lại còn mang theo vẻ ẩn yêu, lo âu sâu kín, bởi vì vừa rồi ra tay chính là hung giao xuất thủ, hung giao bốn chảo không phải là nhân loại, lại có thực lực cấp bậc võ thánh, điều này không biết có phạm vào quy định hay không. Nếu phạm phải quy định mà nói, vậy một đường đi tới chắc hẳn càng thêm gian nan rồi. Đúng lúc này, thanh âm sở nam lại vang lên, người đi thu phục tòa thành đầu tiên đi, rất nhanh, ngươi có thể thu phục được tòa thứ hai, thứ ba. Cám ơn đại nhân, không cần đa tạ ta, chỉ cần ngươi hảo hảo thu thập địa đồ vật giúp ta. Còn có các loại nguyên liệu, tài liệu quý hiếm, các loại điển tịch, đặc biệt là liên quan tới trận pháp, còn có thảo dược quý hiếm, đặc biệt là một loại linh dược gọi là huyết tiên tần hoàn. Đại nhân, tương hân nhớ kỹ rồi. Tương hân đi an bài mọi chuyện, lại triệu tập con dân thiên tướng quốc, dựa theo phân phó của sở nam mà bắt đầu đem tin tức hướng bốn phương tám hướng truyền đi mà sở nam dừng chân ở lại thành phủ chủ mà tu luyện lần tu luyện này cũng không phải như những lần khác lần tu luyện này lại là tổng kết những gì đạt được trước đó yên tâm đi chỉ cần trong vòng một năm ngươi có thể đạt được đủ địa bàn lão phu bảo vệ ngươi tấn giai thành thượng quốc còn kém hai cái quốc gia nữa trong vòng nửa năm là có thể thu phục được rồi an võ thánh có chút đau đầu bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện thứ lão phu muốn kia ngươi cần phải chuẩn bị tốt rồi an võ thánh yên tâm lúc chính Dương quốc tấn thăng thượng quốc, cái kia sẽ liền đưa tới tai an võ thánh. Vậy là tốt rồi, chớp mắt, mười mấy ngày đã trôi qua, năm lộ đại quân tiến sát tới, năm tên võ tôn cùng lúc tiến nhập ngũ động thành thành phủ chủ, hung giao đang làm ra mấy cái hành động khó khăn, gặp phải cơ hội thoát thân này liền gấp gáp hướng sở nam thỉnh mệnh. Đại nhân, ta đi đem năm tên mắt không tròng này thu thập. Không cần, tự ta sẽ ra tay, người cùng tiểu hắc áp trận là được. Sở nam trợn mắt nói ra, hung giao ô hô một tiếng, con mắt liền đảo một cái chín vạn tám ngàn vòng. Tiểu tử, người chính là vị cao nhân cứu tương hân công chúa kia hả? Xem như thế đi, sở nam nói một cách tùy ý, còn mí mắt hắn lại đặt lên người ngũ đại võ tôn trước mặt, từ tu vi đến mỗi khí thức tỏa ra, tuy đều cường đại, thậm chí khí thức ba trong số đó so với trương hùng còn mạnh hơn. Hai cao dài võ tôn, ba võ tôn đại viên mãn, chính dương hoàng đế thật sự là đủ quyết đoán. chương. 1125, bây giờ, có thể cùng tiến lên rồi hả cùng lúc đó nghe được sở nam trả lời như vậy ngũ đại võ tôn không hẹn mà đều xích miệng lên toát ra vẻ khinh thường nồng đậm một kẻ bên trái còn cười to nói chỉ dựa vào ngươi một cao giai võ hoàng mà cũng dám xưng là cao nhân cao giai võ hoàng cũng không thể coi là cao nhân sao nực cười tên này đang nói một đạo kiếm mang bắn thẳng về phía sở nam lúc gần tới người hắn thì đạo kiếm mang này lại bạo liệt thành vô số đạo kiếm mang li ti như ong vỡ tổ tiến vào trong thân thể hắn. Hết thảy đều chỉ xảy ra trong tích tắc điện quang hỏa thạch. Từ biểu hiện, thoạt nhìn sở nam như không kịp phản ứng, người phóng ra kiếm mang chế nhạo một câu. Người chỉ có một điểm bổn sự như thế mà còn dám xưng là cao nhân. Kiếm mang, vừa vặn 10 vạn, đáp lại mối thù một vạn cung tiễn thủ. Âm hiểm cười như vậy nhưng người này lại còn vung vẩy một tay, bộ dáng giống như vừa mới đánh chết một con rồi vậy, hắn nói. Tốt rồi, người có thể bạo thể, nhưng mà, lời vừa ra khỏi miệng lại không hề có một tiếng động nào vang lên cũng không có cảnh huyết nhục tung tóe ngược lại chỉ có một câu nghi vấn nhẹ nhẹ. Gấp 10 lần, nguyên tắc của ta, bình thường đều là gấp trăm lần, cứ như vậy tính toán, ta đây phải dùng một nghìn vạn đạo kiếm mang rồi. Cái gì, người không có chết, người này kinh ngạc vô cùng, hắn thấy tu vi của sở nam biểu hiện ra ngoài chỉ là cao dai võ hoàng liền đoán chắc rằng hắn không phải là vị cao nhân đã cứu tương hân công chúa, cho nên ngay cả vực hắn cũng không cần thi triển ra mà chỉ sử dụng một chiêu dùng một hóa vạn võ kỹ, trong suy nghĩ của hắn, một chiêu này quá đủ để một cao giai võ hoàng chết không thể chết được hơn nữa. Nhưng mà bây giờ, Sở Nam không chỉ không có chết mà ngay cả nửa điểm thụ thương cũng không có, mà 10 vạn đạo kiếm quang nhập thể kia lại càng như châu đất xuống biển, một chút tung tích cũng không có. Lông mày ngũ đại võ tôn đều nhướng lên, trong đầu đều hiện lên một cái nghi vấn. Một gã cao giai võ hoàng, thế nào có thể ngăn cản được một chiêu như thế? Chẳng lẽ nói hắn cố ý ẩn giấu tu vi, cho dù hắn có giảm tu vi xuống, chúng ta cũng phải nhìn ra được một chút manh mối chứ, nhưng bây giờ, rõ ràng hắn chính là một cao giai võ hoàng hàng thật giá thật a. À. Thứ Sở Nam đang thi triển chính thần hành bách biến trong vô tự thiên thư, tất nhiên năm người bọn hắn sẽ không nhìn ra được cái gì. Thần hành bách biến mặc dù không thể mô phỏng ra khí thức của võ thánh được nhưng tu vi chính thức cũng không phải là người cao hơn hai cảnh giới có thể nhìn ra được. Mắt nhìn hỉ nộ trên mặt ngũ đại võ tôn Sở Nam có một loại cảm giác, bọn hắn không hề có được sự kiêu ngạo như Trang Bất Chu. Tâm tư xoay chuyển hắn liền minh bạch, đây không phải là quê nhà hắn, nơi mà võ tôn đã là tồn tại trên đỉnh kim tự tháp, mà ở Nam Xuyên Châu này, võ thánh, thậm chí là võ thần cũng không phải là tồn tại hiếm có gì, vì thế dẫn tới địa vị của bọn hắn cũng không phải là quá cao. Ngũ đại võ tôn kinh ngạc, còn thần niệm đang hướng mặt đất giò xét chợt xuất hiện hai thứ, một thứ chính là một đầu cá trạch, thứ còn lại là một con thỏ năm người mặc dù là võ tôn chứng kiến một màn này vẫn không thể không hiện lên cảm giác bất tường. rất nhanh ngũ đại võ tôn liền đem ánh mắt tỏa định lên người sở nam một gã võ tôn đại viên mãn nói tiền hung hoàng cao hai người các người cùng tiến lên thi triển ra thực lực lớn nhất của các người đi tiền hung hoàng cao đáp ứng một tiếng sau một trái một phải hướng sở nam vây lấy hai người đều là cao giai võ tôn mà tiền hung lại chính là người phóng ra 10 vạn đạo kiếm mang kia. Sở Nam không thèm liếc nhìn hai người mà chỉ phủi phủi y phục, đối diện với ba võ tôn đại viên mãn không nhúc nhích kia nói ra. Cùng lên đi, bằng không thì, quá không thú vị, cuồng vọng, tiền hung lần nữa quát lớn lên, trong ánh mắt nhìn sở nam đã tràn đầy nộ hỏa vì sở nam đánh mất hết thể diện của hắn. Ngay lúc hắn quát ra, một thanh trường kiếm sắp xỉ một trượng dài xuất hiện nơi tay, hắn lại quát. Cực kiếm vực, vạn xa vực, hoàng cao cũng đồng thời quát lên, hai võ tôn chi vực đồng thời hướng sở nam phủ xuống. Cực kiếm vực, bên trong đều là kiếm khí minh mông, cực kiếm vực vừa mới mở ra liền vang lên từng tiếng từ tư, tư tư xé gió, sát khí lẫm nhiên. Còn vạn xa vực lại là vô số những hạt cát màu hoàng kim, cát từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất bay lên, mỗi một hạt cát đều ẩn chứa uy năng minh mông tạo ra cho người ta một loại cảm giác, nếu như đám cát này nhấn chìm nhất định sẽ vô pháp hô hấp được. Lưỡng vực đánh tới, sở nam xuất quyền, thanh âm vang lên, chỉ không tới thời gian ba lần hít thở, tiếng nổ mạnh biến mất, hoàng vân tan biến, Uy năng khủng bố cũng không thấy đâu, còn thân ảnh Sở Nam lại xuất hiện trước mặt năm người, vẫn hảo hảo như cũ, tóc không loạn, ngay cả quần áo cũng không có chút hư rách nào. Tự nhiên, bọn hắn đều không cần quan tâm mọi thứ dưới đất, bọn hắn lúc này đều đem chú ý lực đặt lên trên người Sở Nam, không thèm để ý tới mọi việc bên dưới nữa. Ánh mắt Sở Nam quét qua bọn hắn một lần, nói: "Bây giờ, có thể cùng tiến lên rồi hả?" Năm người chấn kinh, không kịp phản ứng lại thì Sở Nam lại nói ra: "Cùng lên đi." ta cần dùng các ngươi, làm đá mài đao. Đá mài đao, chương 1126, hóa đá, sở nam dùng một quyền phá cực kiếm vực của tiền hung, hủy vực của hắn, cái đó lại dẫn bạo vạn xa vực của hoàng cao, vạn xa vực uy năng cự đại, tùy tiện đánh ra một kích dễ dàng đem ngũ động thành thành phủ chủ này cho nổ thành phế tích, tạo thành một cái thâm cốc. Cho dù ba võ tôn đại viên mãn đứng tại trung tâm vạn xa vực bạo liệt, mặc dù không đến mức thụ trọng thương gì nhưng chật vật là không thể tránh khỏi. Nhưng mà, một kẻ tu vi thoạt nhìn chỉ có võ hoàng vậy mà lại không hề tổn hao chút gì, từ biểu hiện mà nhìn, ngũ đại võ tôn tuyệt không tìm ra một chút thương tổn nào trên người hắn. Ngũ đại võ tôn kinh ngạc rồi, chi tiết đánh giá lại sở nam, năng lượng khổng lồ như vậy, đã đi nơi nào rồi. Còn chưa để ngũ đại võ tôn kịp suy nghĩ xong thì sở nam lại lên tiếng nói ra, ngữ khí rất chi là khinh rẻ, hơn nữa một câu đá mải đao kia lại khiến bọn hắn động nộ rồi, một kẻ bộ dạng trông gian xảo trong đó liền quát lên. Tiểu tử thật lớn lối, để năm người bọn ta làm đá mài đao, lão phu ngược lại muốn nhìn xem, đao của ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu sắc bén. Sở Nam không nói điều gì, hắn đang suy tư vấn đề thôn vệ của hắc động, hắn đang suy nghĩ tìm cách biến năng lượng bị hắc động thôn vệ kia hóa cho mình sử dụng, nếu như vậy, lúc liều mạng có thể chiếm được ưu thế rất lớn. Cũng bởi vì sở Nam trầm mặc như vậy lại khiến cho ngũ đại võ tôn giận quá rồi, vị võ tôn họ phương đứng thứ hai từ trái qua cơ mặt giật giật phẫn nổ quát. Nghiêm võ tôn, không cần nhiều lời với hắn, năm người chúng ta đồng loạt ra tay miễu sát hắn phương võ tôn muốn miễu sát sở nam đáp trả lại lời cuồng ngôn của hắn lời vừa dứt võ tôn họ trừ từ trước tới giờ chưa lên tiếng đột nhiên lạnh giọng nói tiểu tử báo tên đi người đã có tư cách tiến vào tử vong danh của lão phu rồi tên của ta người chưa đủ tư cách để biết sở nam bình thản nói gác lại suy tư trong lòng tập trung đối phó với tràng cảnh trước mặt dù sao ngũ đại võ tôn cũng không phải là chuyện đùa Đối với hắn hiện giờ mà nói, không phải cứ tùy tiện là có thể đấu lại được, cũng chính bởi vì thế nên hắn mới không để cho tiểu Nê thu động thủ, hắn muốn có cơ hội động thủ càng thêm nhiều, khiến bản thân trưởng thành càng thêm nhanh chóng, mà hắn lại đang tìm cách để cho ngũ hành vực của bản thân có thể hay không gia tăng uy lực, hoặc có thể dễ dàng thi triển ra ngũ sắc quang mang như lúc ở Thiên Trảm Điện. Thanh âm Sở Nam càng bình thản, ngũ đại võ tôn càng thêm tức tối, Nghiêm võ tôn hét lớn. Mặc kệ đao của ngươi sắc bén thế nào, lão phu cũng muốn đem ngươi nghiền nát mặc kệ quyền đầu của ngươi có bao nhiêu cứng rắn lão phu cũng muốn biến ngươi thành một đám huyết nhục dứt lời một tay hắn vẫy ra ngũ đại võ tôn liền vây lấy sở nam trong ánh mắt tiền hung chợt lóe sáng sung mãn ý điên cuồng muốn dùng máu để bù lấy sỉ nhục lúc trước bất quá trong cái vẻ điên cuồng kia lại trộn lẫn với một chút gì đó sợ sệt thiên sơn vực nghiêm võ tôn dẫn đầu xuất thủ trước triển ra vực của hắn thiên sơn vực bên trong không hề có một ngọn núi nào nhưng lại tán phát một cỗ khí tức như cự sơn, giống như muốn đem tất cả hiện hữu trước mặt đều trấn áp xuống dưới. Thiên sơn vực lao nhanh đến, sở nam thấy vậy lại lần nữa nhấc nắm tay khiến ngũ đại võ tôn phải kinh hãi, nghiêm võ tôn lạnh nhạt nói. Đã biết rõ người sẽ dùng quyền đầu, người còn muốn oanh phá thiên sơn vực của lão phu sao? Sở nam cười cười, nói, ai nói ta nhấc tay lên là đại biểu ta sẽ xuất quyền. Trọng thổ vực, lập tức, trọng thổ vực hoành không xuất hiện, lấy thế dũng mãnh hướng thiên sơn vực đánh tới. Nghiêm võ tôn thấy sở nam xuất vực ra sắc mặt liền đại biến, không tự chủ mà thất thanh kêu lên. Ngươi cũng có thể thi triển võ tôn chi vực, ngươi là võ tôn, phương võ tôn cũng xứng sờ, ngay lập tức lại chế nhạo. Gió tiểu nhân hèn hạ, rõ ràng là võ tôn mà lại cải trang thành cao dai võ hoàng. Thật sự là buồn cười, rõ ràng bổn sự không bằng người, nhìn không ra lại còn trách người khác. Sở nam lạnh tanh đáp lại, Phương Võ Tôn đỏ mặt, kế đó lại quát lên. Xem vực của ngươi bất quá cũng chỉ so với cao giai Võ Tôn, cao giai Võ Tôn trước mặt lão phu bất quá chỉ là một hòn đá nhỏ mà thôi, thiêu thành cho là được rồi, phần diệt vực. Cùng lúc đó, trừ Võ Tôn cũng lạnh lùng nói, lão phu ngược lại muốn nhìn, đến tột cùng là ai không có tư cách, Thạch hóa vực, Cực kiếm vực, Vạn xa vực, ngũ vực gần như cùng trong nháy mắt được phóng thích ra đánh tới trọng thổ vực của Sở Nam, đối mặt tam vực thổ trúc tính, một kim trúc tính một hỏa trúc tính nhưng sở nam lại không hề tế ra bốn loại vực khác ra ứng đối mà chỉ dùng một trọng thổ vực tương chiến. Sở dĩ như vậy là hắn muốn bản thân dưới áp lực lớn lao, tìm được đột phá. Oanh 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 oanh, năm thanh âm bạo tạc vang lên, thiên sơn vực cùng tứ vực còn lại cùng trọng thổ vực mạnh mẽ va chạm, lục phủ ngũ tạng sở nam theo đó không những kịch liệt run rẩy một trận mà còn có cảm giác bị lệch khỏi vị trí, trọng thổ vực trên không trung cũng lay động không thôi, giống như tùy thời sẽ bị sụp đổ vậy. Lực lượng đánh tới đương nhiên tác động không ngớt lên người hắn nhưng cánh tay của năm người nghiêm võ tôn cũng phải rung lên, toàn thân chấn run rẩy kinh ngạc lần nữa hiện lên trong mắt bọn hắn. Bởi vì, vực của năm người bọn hắn đụng vào vực của tiểu tử trước mặt này vậy mà không có đánh vỡ được, điều này giống như dùng tới năm khối cự thạch đi đập một tảng đá bình thường vậy, mà tảng đá bình thường này lại không có bị dập nát đi, như vậy nào có thể khiến người ta không giật mình đây. Trường 1127, còn dám thêm một phần lực sao? vực của tiểu tử này đến cùng là kiên cố tới mức nào. Nội tâm ngũ đại võ tôn chợt xuất hiện một cái nghi vấn, nghiêm võ tôn quát. Tiền hung, cực kiếm vực của ngươi mở đường, phương võ tôn dùng phần diệt vực chặn đường hắn, hoàng cao dùng vạn xa vực bao trùm, chữ võ tôn thạch hóa vực cuối cùng giết vào. Nghiêm võ tôn phân phó một câu, bốn người còn lại đều gật gơ đầu. Ngay lập tức, tiền hung liền dùng cực kiếm vực chạm tới. Sở Nam thấy vậy khóe miệng lại nhếch lên một cái, nói. Các ngươi đã nghĩ như vậy, vậy thì cùng tiến lên một lượt đi a à. Dứt lời, trọng thổ vực liền mở rộng ra, cực kiếm vực cùng tứ vực còn lại trùng trùng tiến tới. Trong một lúc, ngũ đại võ tôn cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng hướng mặt đất rơi xuống, đặc biệt là tiền hung sông vào trước nhất. Vừa mới tiến vào, cực kiếm vực liền hiện ra ngàn vạn kiếm khí kiếm mang nhưng tất cả đều như bị rơi xuống vũng bùn, di động thập phần khó khăn, mà thân thể của hắn chớp mắt một cái liền rơi xuống hơn 10 mét. Nếu không phải bốn người nghiêm võ tôn cùng lúc hứng chịu, phân chia gánh vác áp lực thì chỉ sợ hắn đã rơi xuống mặt đất cũng là chuyện rất có thể. Trong thổ vực, gia tăng trọng lực, khiến một hòn đá bình thường trở nên nặng như cự sơn. Quả nhiên sắc bén, chỉ là uy năng trọng thổ vực của tiểu tử này, trọng lực gia tăng lên vực của võ tôn khi tiến vào thì không tính là gì nhưng vì cái gì mà còn có thể ảnh hưởng tới người thi pháp đây. Nghiêm võ tôn nghĩ tới chuyện này, rồi lại nhanh chóng lấy thiên sơn vực trong trọng thổ vực tiến hành đánh thẳng tới, muốn đem trọng lực của trọng thổ vực phá hủy. Phương võ tôn giống to mặc kệ người có bao nhiêu trọng lực lão phu cũng muốn đốt người thành cho bụi phần diệt vực đốt cho ta đốt đốt trong tiếng giống, hỏa diễm ngập trời kiếm khí tàn sát bừa bãi thiên sơn và đập vạn xa phi dương tình thế nguy hiểm như thế sở nam cảm giác được áp lực lớn lao nhưng lại vẫn có thể duy trì được trọng thổ vực cùng bọn hắn quấn lấy nhau đúng lúc này chữ võ tôn trần nói ra hai chữ thạch hóa lập tức sở nam cảm giác được không thể khu xử trọng thổ vực nhúc nhích mảy may chỉ có thể để mặc cho tứ vực khác liên thủ chém giết, hủy diệt. Hóa đá, trừ võ tôn phun ra hai chữ, một cỗ năng lượng khó hiểu như cuồng phong quét qua trọng thổ vực của sở nam, trong một tích tắc, uy năng trọng thổ vực của hắn liền bị cấm cố, tựa như một khối thạch đầu, một bức thạch điêu. Bất luận hắn điều động như thế nào, trọng thổ vực của hắn nửa phần động đậy cũng không có, mà ngay cả việc tự bảo cũng không thể. Không thể động đậy được thì cũng thôi, nhưng mà hết lần này đến lần khác trọng thổ vực như biến thành cục đá này lại tiêu hao năng lượng của hắn rất nhanh. Sở Nam lần đầu tiên gặp phải chuyện quỷ dị như vậy không khỏi ngây người một chút nhưng tức thì lại khôi phục bình thường, không chút hoảng loạn, sợ hãi nào mà ngược lại còn vẻ chờ mong mơ hồ. Sở Nam có cảm giác, hắn dưới loại cảm giác hóa đá quỷ dị này sẽ thu được không ít lợi ích, hai hàng lông mày khẽ dương lên, giống hệt như lợi kiếm sắp rời vỏ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn vẫn còn sống sót bởi vì trọng thổ vực bị hóa đá tứ vực còn lại sau một trận điên cuồng đánh phá trọng thổ vực liền thối lui khỏi phạm vi trọng thổ vực mà hướng về phía thân thể sở nam phủ xuống chỉ để lại trừ võ tôn dùng thạch hóa vực vây khốn tay chân hắn thấy sở nam bị khốn trụ tiền hung hai mắt sáng ngời hàng lông mày theo đó mà được giãn ra chút đỉnh tiền hung hung hăng giống to tiểu tử ngươi không phải muốn trả lại ta một nghìn vạn đạo kiếm mang sao đến đây đi a à, lão phu ngay trước mặt ngươi ra tay đi a à vừa hét hắn vừa điều động cực kiếm vực hạ xuống đầu sở nam muốn đem sở nam nhấn chìm vào trong dẫn bạo vạn xa vực của lão phu người rất lợi hại a à, lão phu liền đem ngươi lợi hại như vậy biến thành cát vàng cho ngươi từ nay về sau trở thành mây khói hồn tiêu đại địa vạn xa vực của hoàng cao rơi xuống phương võ tôn hết sức nhục nhã cười khẩy nói tiểu tử có phải hay không ngươi cảm giác được năng lượng của ngươi tựa như nước sông đại giang trôi đi một cách nhanh chóng một đi không trở lại hừ rốt cuộc bổn sự của ai không đủ lão phu đã nói sẽ đem người miễu sát đốt thành cho bụi phần diệt vực lạc rơi xuống nghiêm võ tôn cũng không cam chịu lạc hậu cũng chế nhạo nói tiểu tử không biết trời cao đất rộng còn muốn chúng ta làm đá mài dao cho ngươi bây giờ cảm giác của ngươi ra sao chúng ta liên thủ làm đá mài dao cho ngươi đủ chưa a à? tiểu tử biến thành một bãi máu huyết cho ta thiên sơn vực hàng hàng lâm năm người các ngươi hợp kích một mình ta xem ra các ngươi đều rất lấy làm tự hào rất thẳng thắng mà thanh âm của sở nam chấn định vô cùng truyền ra ngũ đại võ tôn mặt khẽ hồng lên năm người đều biết việc này nếu truyền ra ngoài chỉ sợ bọn hắn sẽ bị người trong thiên hạ chê cười rồi trong trường hợp này tiền hung kia hai mắt càng thêm đỏ hồng nói ra vậy là năm người chúng ta khi phụ một mình ngươi rồi vậy thì có làm sao có bản lĩnh ngươi có thể đi tìm càng nhiều người hơn nữa đến khi phụ chúng ta đi a à? muốn tìm càng nhiều người hơn nữa kỳ thật rất dễ dàng chỉ là năm con ve sầu như các ngươi mà khiến ta hưng sư động chúng thật là không đáng mà cuồng vọng hung hăng lắm muốn chết năm người quát lên bốn võ tôn chi vực như bốn kiện pháp bảo đánh lên người sở nam tiền hung hoảng cao cảm thấy bốn người bọn hắn tế xuất vực ra nhất định là có thể đem tên tiểu tử đáng giận kia tra tấn đến chết nhưng mà chậm rãi bọn hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng không có thanh âm truyền ra không có tiếng rên rỉ vang lên thậm chí còn không có tiếng sụp đổ hết thảy đều vô cùng yên tĩnh, nhưng sự yêu tĩnh này lại thập phần không bình thường. chương 1128, vực sống dậy, an tĩnh như vậy là bởi vì tứ vực đánh lên người sở nam, không chút phòng ngự đến từ hỗn nguyên ban chỉ hay các loại bảo vật khác, tất cả hắn đều dùng thân thể đi ngạnh kháng, thử nghiệm một chút thân thể sau khi trải nghiệm qua thôn hồn sơn, tinh thần thối luyện thể đã tăng cường được bao nhiêu mạnh mẽ. Sát khí lẫm liệt đâm tới, trăng chịt lần lượt chạm lên mọi chỗ trên thân hắn, nhưng mà thân thể hắn căn bản là không có máu tươi chảy ra, có chăng là những vết tích khá sâu trên cơ thể. Về phần hỏa diễm kia, đối với Sở Nam mà nói lại càng thêm vô dụng. Trước hết, hắn vốn dĩ có tu luyện hỏa nguyên lực, sau lại trải qua bát cực hoàng hỏa trong sinh tử băng hỏa trận thối lôi luyện thân thể. Vì vậy, phần diệt vực của phương võ tôn, bất quá cũng chỉ là bổ phẩm cho Hàn Ngọc Lam Viêm Vương Hỏa mà thôi. Thiên sơn trùng trùng điệp điệp kia lại càng đè không ngã hắn. Cát vàng kia, đồng dạng cũng không làm gì được. Mặc dù võ tôn chi vực đem sở nam cách tuyệt với ngoại giới, muốn đem sở nam hóa thành cát, hóa thành một đám huyết nhục, hóa thành một đám kiếm khí hay một ngọn lửa, nhưng mà với thân thể mạnh mẽ của hắn, hết thảy đều bị ngăn ở bên ngoài. Tứ đại võ tôn kia cảm thấy không phù hợp càng lúc càng nồng đậm, tiền hung không khỏi lên tiếng nói. Chẳng lẽ, tiểu tử này đã chết rồi hả? Lời vừa dứt, trừ võ tôn đã lên tiếng. Hắn còn sống, trọng thổ vực của hắn vẫn còn đang cuồn cuộn không ngừng thâu nhập năng lượng, một mực không có suy yếu qua. Một câu này với ngữ khí nhiều hơn một tia ngưng trọng, theo như kinh nghiệm chém giết của hắn từ trước đến nay mà nói, không ai có thể dưới thạch hóa vực của hắn kiên trì lâu như vậy, sớm đã vực phá, thân thể ngay lập tức hóa thành đá rồi. Mi mắt nghiêm võ tôn hít thành khe, quát, mọi người suốt toàn lực đi, nói xong, nghiêm võ tôn lập tức phun ra một ngụm máu, thi triển bí kỹ, trong một khắc, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt đi, uy năng thiên sơn vực theo đó mà tăng gấp 10 lần, bắt đầu khiến cho sở nam cảm giác được áp lực mọi người thấy nghiêm võ tôn làm ra như vậy tự nhiên không hề giấu giếm nữa thổ huyết thì thổ huyết phục dụng đan dược thì phục dụng còn có pháp bảo gia tăng uy năng trong lúc nhất thời kiếm khí kiếm mang sắc bén hắn lên hỏa diễm phần diệt vực theo kiếm khí mà vào cát vàng lại đem sở nam bao lấy khiến cho mỗi một lỗ chân lông của hắn vô pháp hít thở lại càng có một ít tiến vào trong thân thể hắn còn có trọng thổ vực dưới thạch hóa vực của chử võ tôn kia tốc độ rút ra năng lượng trong nháy mắt liền gia tăng mấy chục lần thanh âm lạnh lùng của chử võ tôn truyền đến Lão Phu xem người tối đa chỉ là cao giai võ tôn, đến tột cùng là có bao nhiêu năng lượng. Người liên can đều lấy ra át chủ bài, tranh thủ mọi thứ có thể nhưng lại vẫn không hề nghe được thứ thanh âm thảm thiết mà bọn hắn phi thường khát vọng nghe được, trái lại còn nghe được thanh âm hoàn toàn chấn định của sở nam từ trong truyền ra. Các người còn dám lại thêm một phần lực sao? Phốc, nghe được lời này, tiền hung đầu tiên là học ra một ngụm máu. Ngay cả đan dược dành cho lúc sinh tử quan đầu hắn đã phục dụng rồi, giờ còn lấy đâu ra lực tăng lên đây? bốn người khắc sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm mấy khối đá mài đau các ngươi còn dám cứng rắn hơn một chút sao không có thanh âm đáp lại chỉ có trầm mặc trên đầu tiểu nê thu tiểu hắc càng lúc chuyển động càng nhanh bởi vì nó càng lúc càng cao hứng sở nam lại nói nếu như các ngươi chỉ có một điểm thực lực như vậy vậy thì ta không cần dây dưa thêm nữa rồi lời vừa dứt sở nam cả người xoay tròn thẳng đem năng lượng tứ vực hút vào cùng lúc đó Sở Nam cũng không muốn thì cũng phải bỏ qua trọng thổ vực bằng một loại vực, hoặc là một phương thức công kích khác, bởi vì quả thực hắn vẫn không có nghĩ ra phương pháp phá giải. Đúng lúc này, chữ võ tôn lại lên tiếng, tiểu tử, đừng quá hung hăng, bất luận như thế nào ngươi cũng không tránh thoát thạch hóa vực của Lão Phu, Lão Phu nhất định sẽ hút khô ngươi, năng lượng một khi tận, tính mạng của ngươi lại còn có thể bảo tồn được sao? Tính mạng, sở nam căn bản không ngó ngàng lơi của nhắn nhưng hai chữ này hắn lại mẫn cảm bắt được, trong nháy mắt, trong đầu hắn chợt lóe linh quang. Trong lúc nhất thời, trong ánh mắt đám người nghiêm võ tôn lại thai ngén một cỗ quyết việt. Tính mạng, hai chữ này tựa như lôi đình thiểm điện rạch phá trời đêm, làm cho sở nam trong nháy mắt liền nghĩ được tới rất nhiều chuyện. Núi có tính mệnh, nước có tính mệnh, trận cũng có tính mệnh, vậy võ tôn chi vực thì sao? Vực kia có hay không có thể có tính mệnh, nếu trọng thổ vực có được tính mệnh, có thể hay không như mầm cây từ dưới đất chui lên, thoát khỏi trói buộc, phá thạch hóa. Mặc dù Sở Nam trong lòng chỉ nghĩ vậy, nhưng cũng đem Thần Long Sơn Sơn hồn tại đồ đằng đại lục hút vào lúc trước âm thầm truyền vào trong trọng thổ vực, đồng thời Sở Nam còn chậm rãi tán đi vòng xoáy đang hút cuốn lấy tứ vực. Hắn muốn thí nghiệm có thể hay không ban cho trọng thổ vực tính mạng, tự nhiên không thể đem bốn người tiền hung xử lý ngay, bằng không tứ đại võ tôn chó cùng dứt dậu, kích nổ tứ vực sẽ quấy nhiễu hắn không nhỏ. Vòng xoáy tản đi bốn người nghiêm võ tôn liền cảm giác được tiền hung sướng sở nhưng ngay lập tức giống như đã minh bạch ra cái gì mà lớn tiếng quát. Tiểu tử, người thế nào? Có phải hay không năng lượng bên trong cơ thể không đủ dùng? Phải hay không không duy trì được rồi hả? Tiền hung lớn tiếng quát ra như vậy làm cho những người khác tâm đang hoảng loạn không khỏi hòa hoãn hơn nhiều. Nghiêm võ tôn trong nội tâm tuy buông lỏng nhưng ánh mắt vẫn sung mãn vẻ ngưng trọng, thậm chí còn chút ít hoài nghi. Vì vậy, nghiêm võ tôn hướng ánh mắt về phía chữ võ tôn, trừ võ tôn hiểu ý mà nói ra năng lượng của hắn xác thực có chút chậm rãi thiếu đi. chương 1129, ai muốn chết trước, đến đúng lúc lắm, ta ngược lại muốn nhìn, thạch hóa vực của ngươi lợi hại hay tử hóa của ta lợi hại. trừ võ tôn nghe được câu này thân thể không tự chủ được mà rét run một cái, đặc biệt là hai chữ tử hóa kia, nhưng ngay lúc này hắn căn bản là không còn đường lui, chỉ có thể dốc sức liều mạng tiến về phía trước với hy vọng năm người bọn hắn liên thủ sẽ mở ra được một con đường máu. Đúng lúc này, một cỗ tử khí nồng đậm chợt lan tới chữ võ tôn, ngay lập tức cơn lốc tử khí khổng lồ kia chợt tụ lại rồi phân ra một luồng tử khí thẳng tắp hướng về phía hắn, chữ võ tôn vội vã đem thạch hóa vực phủ xuống, trong miệng lại càng không ngừng quát lên. Hóa đá, mặc kệ là thứ gì của ngươi, đều hóa đá cho ta. Nếu như ngươi lại bước tới thêm một bước, thành tựu võ thánh chi cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc thì còn có khả năng hóa đá tử khí của ta, nhưng ngươi lúc này, không được. Tử khí mặc dù không thể so với hắc vụ quỷ gì kia, trực tiếp đem võ tôn chi vực hủy diệt, còn ngăn cản ngươi hóa đá, lại là chuyện dễ dàng. Ngữ khí thập phần khẳng định của sở nam rơi vào tai chử võ tôn lại giống như tiếng trung chuông tử vong, chử võ tôn ngay lập tức phát hiện ra thạch hóa vực của hắn căn bản là không cản được tử khí, cũng không hóa đá tử khí được, tử khí xuyên qua thạch hóa vực của hắn, hướng hắn cuốn tới. Chử võ tôn sắc mặt đại biến, mặc dù hắn không muốn chạy trốn nhưng bây giờ không phải là không thể chạy trốn, tâm niệm xoay chuyển, chữ võ tôn không hề lưu luyến bốn người kia nữa là xoay người gấp rút bỏ chạy. Nhưng mới xoay người một cái, chữ võ tôn lại cảm thấy được một đầu cá chạch không ngừng quấy động, nếu bình thường, chữ võ tôn nhất định sẽ cảm giác được đầu cá chạch này tuyệt đối không đơn giản, nhưng trong đầu hắn lúc này đã tràn ngập vẻ kinh hoàng, ở đâu còn có suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp quát lên. Một con cá chạch nho nhỏ, cút ra cho lão phu. Nhỏ thì sao, người cũng không ăn được ta, người tưởng ta là cá chạch thì rất dễ khi phụ sao hung dao bị tiểu hắc chơi đùa tới hoa mắt chóng mặt tự nhiên trong bụng đầy lửa giận lúc này toàn bộ được phóng thích lên người chử võ tôn chử võ tôn nghe được tiểu nê thu nói chuyện như vậy liền cảm giác được cái gì đó không phù hợp phát hiện điều này nhưng chử võ tôn chưa kịp làm ra phản ứng gì thì ngay lập tức chứng kiến trên tiểu nê thu chợt vươn ra một cái móng vuốt móng vuốt vươn ra một cái liền biến lớn lên khiến cho hắn ở trước cái móng vuốt này chả khác gì một con kiến nho nhỏ cả không cho hắn có bất kỳ ý nghĩ hay hành động gì móng vuốt đã chụp xuống đánh chử võ tôn văng vào trong đám tử khí kia mặc dù bị tử khí bao vây nhưng chử võ tôn lúc này vẫn đang còn suy nghĩ một con cá chạch nho nhỏ như thế nào có thể duỗi ra một cái móng vuốt hơn nữa cái móng vuốt kia có chút như như chử võ tôn thoáng nghĩ tới cái gì mà muốn thất thanh thốt lên nhưng ngược lại miệng của hắn chỉ có thể mở to ra mở to tới cực đại trong trường hợp đó lại không có nửa chữ nào từ trong cổ họng phát ra được bởi vì tử khí đã thấm đẫm vào mỗi một bộ vị, đan niên, đầu của hắn rồi. trừ võ tôn chết không thể chết hơn được nữa. bất quá thi thể trừ võ tôn lại hoàn hảo không chút tổn hao nào, bề ngoài một tia hủy hoại cũng không có. đây là kết cục xem thường giao ra gia ra gia ta. hung giao bốn chảo phi thường đắc ý nói một câu, sau đó thần sắc lại chuyển sang vẻ khổ sở mà ngoan ngoãn hạ xuống mặt đất mà để cho tiểu hắc xoay vòng vòng, trong nội tâm lại xuất hiện một tia kỳ vọng. hy vọng các người có thể chạy ra khỏi như vậy giao ra ra ta lại có thể xử đẹp từng tên một. Chử võ tôn đã chết, bây giờ đến lượt các ngươi rồi, các ngươi ai muốn chết trước? Ánh mắt sở nam quét qua tứ đại võ tôn còn lại, tứ đại võ tôn mặc dù thân hãm trong lốc xoáy tử khí nhưng cũng nhìn thấy cảnh trừ võ tôn vẫn lạc rõ ràng. Hơn nữa, tử khí trong thân thể bọn hắn càng lúc càng nhiều, bọn hắn ở đâu mà còn không sợ hãi đây? Các người đã không dám, vậy để tự ta lựa chọn vậy. Nghe được lời này, tiền hung cùng hoàng cao liền liên thủ lại, đặc biệt là tiền hung, nghĩ tới những lời sở nam nói khi trước, nghĩ đến 10 vạn đạo kiếm mang kia mà thần sắc càng thêm cáu bản. Ánh mắt sở nam quét qua một vòng, sau đó lại rơi trên người tiền hung. Tiếp thụ ánh mắt lạnh như băng của sở nam, tiền hung, tồn tại cao dai võ tôn này hai chân kịch liệt run rẩy thật đúng là tiểu tiện ra tại chỗ rồi. Sở nam ngạc nhiên, đem địch nhân dọa sợ cho vô pháp khống chế tiểu tiện hắn không phải là chưa từng gặp qua, nhưng mà những kẻ kia tu vi đều rất thấp, mà tên tiền hung này lại đường đường là cao dai võ tôn, vậy mà cũng bị dọa tới tình trạng như vậy. Mặc dù ngươi sợ hãi tới mức này nhưng ta vẫn muốn ngươi thụ hưởng nỗi khổ mười ức đạo kiếm mang đánh lên người. Mười ức, tiền hung vô cùng ngượng ngùng cùng sợ sệt, ngoài miệng lại không khỏi thốt ra. Không phải chỉ có một nghìn vạn đạo thôi sao, như thế nào lại biến thành mười ức đạo rồi. Chú, đơn vị tính, một ức bằng một vạn vạn bằng một trăm. Không 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 không, không không không, chẳng lẽ ngươi đã quên mất, vừa rồi ngươi không phải muốn đem ta hóa thành một đám kiếm khí sao? Toàn thân tiền hung run lập cập lên, thứ giữa chân lại càng róc rách dữ dội hơi, trong miệng lại còn run rẩy nói ra một câu. Ngươi không thể, giết ta, ta là võ tôn chính dương quốc, chính dương quốc còn có võ thánh, đến lúc đó nhất định sẽ đến giết ngươi. Khóe miệng sở nam nổi lên một nụ cười lạnh, chỉ cần võ thánh kia dám đến tìm ta, ta liền diệt luôn. Ngươi, chương 1130, nô bộc, tìm vực hồn, ta đã thử qua cực kiếm vực của ngươi, bây giờ ngươi cũng nên một lần thử qua uy lực của diệu kim vực của ta chứ. Dứt lời, sở nam liền xuất ra diệu kim vực, ngay lập tức, vô số kiếm khí kim sắc sắc bén vô cùng xuyên thấu mọi chỗ trên thân thể tiền hung, thậm chí còn là mỗi một tế bào. Không hề nghi ngờ, tiền hung vẫn lạc, tiếp đó, sở nam lại nhìn chằm chằm về phía phương võ tôn, hỏi. Ngươi không phải muốn miếu sát ta sao? Ta, 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 phương võ tôn nói không thành lời, vạn phần sợ sệt sở nam nói tiếp cho ngươi một cơ hội nếu như ngươi có thể từ hàn viêm vực của ta thoát ra ta liền tha mạng cho ngươi không cho phương võ tôn chọn lựa hàn viêm vực đã đem hắn nhấn chìm vào trong phương võ tôn vội vã dùng phần diệt vực chống lại mà không hề có chút ý tứ công kích nào chỉ là toàn lực phòng thủ nhưng mà phần diệt vực của hắn vừa mới thi triển ra lại thoáng rụt trở về rụt trở về này nhưng mà không hề có chút đắn đo nào thật không thể hiểu được là chủ nhân của phần diệt vực trong nội tâm phương võ tôn lúc này cảm giác được phần diệt vực của hắn như thần tử diện kiến hoàng đế vì thế hắn không hề do dự mà rút phần diệt vực lại phương võ tôn đờ đẫn mà thi thào đây là thứ hỏa gì kỳ thật uy áp của hàn viêm lam ngọc vương hỏa trước kia đều không có xuất hiện qua nhưng thuận theo hàn ngọc lam viêm vương hỏa trưởng thành uy áp này cũng dần dần trỗi dậy càng ngày càng đậm càng ngày càng sâu sắc phần diệt vực bị áp chế phương võ tôn đã sợ rồi hơn nữa hắn lại đang thụ trọng thương ở đâu còn có thể sống sót được dưới hàn viêm vực đây phân diệt vực tựa như bọt nước phá phương võ tôn dưới ngọn lửa bao vây mọi thứ bên trong cơ thể theo đó mà bị thiêu đốt hết thảy bất quá phương võ tôn cũng không có hóa thành cho mặt ngoài thân thể hắn cũng không hề có bao nhiêu thương tích sở nam nhìn về phía hoàng cao hoàng cao thấy khó lòng có thể bỏ chạy được nghĩ muốn tự bảo kéo theo sở nam chết chung nhưng mà còn chưa để hắn làm ra hành động gì thì sở nam đã trực tiếp dùng trọng thổ vực bao lấy hắn rồi sau đó hắn nhìn chằm chằm một người cuối cùng còn lại, nghiêm võ tôn. Nghiêm võ tôn dưới cái nhìn của sở nam, ánh mắt lộ ra vẻ quyết tuyệt, ngay lập tức mà đông một tiếng, nghiêm võ tôn quỳ xuống. Nghiêm võ tôn kích bạo võ tôn chi vực nên thân đã thụ trọng thương, mà thân tại không chung lại càng bị lây nhiễm tử khí từ cái lốc xoáy kia, nhưng mặc dù vậy nghiêm võ tôn vẫn đột nhiên quỳ xuống đông một tiếng. Có thể nghĩ, một quỳ này nghiêm võ tôn là bỏ ra bao nhiêu giá. Ánh mắt kia, quả thực không giống bình thường sở nam chứng kiến một cao giai võ tôn sợ quá mà vô pháp khống chế tiểu tiện giờ lại thấy nghiêm võ tôn hướng hắn quỳ xuống sở nam lại một lần nữa ngạc nhiên rồi bất quá tâm niệm sau một lần xoay chuyển sở nam tự mình suy nghĩ cẩn thận lại tại nam xuyên châu này võ tôn cũng không phải là võ tôn như ở quê hương ở chỗ này địa vị của võ tôn không phải là cao quý mà ngược lại còn là tay chân của kẻ khác nghiêm võ tôn chứng kiến sở nam đối mặt với ngũ đại võ tôn dễ dàng phá vỡ thạch hóa vực cùng sở hữu tử khí quỷ dị còn thuận tay ném ra một hỏa một kim lưỡng trúc tính vực, lại tăng thêm trọng thổ vực chính là ba loại vực rồi, còn có một đầu cá trạch không hề đơn giản, cường thế như vậy, hắn trốn cũng không thoát, mà đánh lại càng không xong. Nghiêm Võ Tôn đã nghĩ rất kỹ rồi, hắn muốn tiếp tục sống sót, con đường duy nhất đó là thần phục, triệt để thần phục. Hơn nữa, Nghiêm Võ Tôn cũng cảm thấy, nhận một người cường đại như vậy làm chủ nhân thì cũng không phải là sự tình gì khuất nhục mà ngược lại phải nói là hắn biết nhìn xa trông rộng. Cho nên, hắn cung kính Trang trọng mà nói ra. Đại nhân, nghiêm lực bảo nguyện huyết thệ, phụng đại nhân làm chủ, làm nô bộc của đại nhân, tùy ý để đại nhân khu xử, chỉ xin đại nhân có thể tha cho tiểu nhân một mạng. Nói xong, vị võ tôn đại viên mãn này dưới lốc xoáy tử khí lần nữa dập đầu thùng thùng. Sở Nam nhìn nghiêm võ tôn, mới ra ngoài chốc lát mà lại có thêm một thuộc hạ cũng là chuyện không tệ, dù sao những thứ hắn cần cũng cần phải có người giúp hắn đi tìm, hơn nữa thu nghiêm lực bảo, sự tình nam lộ đại chính dương quốc giải quyết càng thêm dễ dàng. Kết quả là, sở nam nói, giao ra một giọt tinh huyết, hy vọng sống đã xuất hiện, nghiêm lực bảo tự nhiên không dám có nửa điểm trần chờ lập tức giao ra ba giọt tinh huyết, sở nam lấy giọt thứ nhất dùng sinh tử quyết luyện hóa, cảm nhận đạo sinh tử ấn ký trong đầu nhưng nghiêm lực bảo thần sắc lại không hề có một chút khó coi nào mà tựa như gió thoảng mây trôi vậy. Hoàng cao dưới trọng thổ vực vây khốn, chứng kiến nghiêm lực bảo làm ra hành động này trong nội tâm không khỏi giấy lên vô hạn hối hận hối hận là chính bản thân mình không có nghĩ tới điều này hối hận chính mình vì sao ngu ngốc như vậy lúc này hoàng cao rất nhanh đã bị hút khô vạn sa vực của hắn không có bị phá đi nhưng mà lại tựa như bị hóa đá vẫn phóng thích ra uy năng mạnh mẽ vì thế hắn theo đó mà phải liền mạng quán thâu năng lượng vào trong đó mà những hạt cát vô tận vạn sa vực đều bị sơn hồn trong trọng thổ vực cắn nuốt trọng thổ vực theo đó càng lúc càng gia tăng uy lực nói cách khác thần long sơn sơn hồn đã lớn hơn nhiều hoàng cao không giống như sở nam có được ngũ hành nguyên dịch sinh sôi không ngừng, cho nên thuận theo năng lượng bên trong cơ thể càng ngày càng thiếu, tính mạng hoảng cao theo đó mà càng tiếp cận với chung kết. Thời gian mấy chục lần hít thở sau, hoảng cao một tia sinh cơ cũng không còn. Tự nhiên, hoảng cao cũng như ba kẻ phía trước, thân thể tuy được bảo vệ tương đối tốt, thi thể bốn gã võ tôn sắp thành một chữ khai. nghiêm lực bảo thấy cảnh này trong lòng tuy có vẻ ưu tư nhưng cũng vạn phần vui mừng vì lựa chọn của mình. Sở nam rơi xuống đất, ôm tiểu hắc vào lòng, tiểu nê thu theo đó mà lượn quanh, nghiêm lực bảo khom lưng cúi đầu mà theo sát phía sau. Tương hân từ trong thành phủ chủ đi ra, trên mặt treo vẻ chấn kinh nhưng lại không có quên cung kính kêu lên một tiếng đại nhân. Bốn cỗ thi thể này phân biệt hướng bốn lộ đại quân phơi nắng 10 ngày, dùng chấn nhiếp chính dương quốc. Lại thừa dịp này tổ chức thiên tướng quốc tinh binh hướng lộ đại quân thứ nhất giết tới. Vâng, đại nhân, sở nam xoay người hướng nghiêm lực bảo nói. Đi thôi, đầu tiên ngươi phải bỏ qua địa vị vốn có, đem đầu thống lĩnh, các quan tướng cao cấp đều treo ở trên tường thành ngũ động thành mặt khác bằng tốc độ nhanh nhất đem tin tức truyền đi vâng chủ nhân nghiêm lực bảo cung kính đáp ứng ngay lúc động thân muốn rời đi thì sở nam lại nói ra chờ một chút chủ nhân còn có cái gì phân phó sở nam lấy ra một khỏa đan dược đem khỏa đan dược này ăn vào hảo hảo làm việc nghiêm lực bảo mang trọng thương trên người lại làm nô bộc cho kẻ khác nhưng hắn vẫn nhìn ra được khỏa đan dược trong lòng bàn tay sở nam kia đích thực là vật phi phàm lập tức nói. Cảm ơn chủ nhân, tiểu nhân nhất định hảo hảo làm việc. Sở Nam gật đầu, nghiêm lực bảo kho người lui ra sau trăm mét mới lăng không bay đi. Sở Nam đối với Tương Hân nói, người có thể bắt tay vào thu xếp quan viên các cấp rồi, bằng không, đến lúc thu phục thành trì rồi lại không có người giúp ngươi thủ thành, giúp ngươi quản lý. Tương Hân kính cẩn ghi nhớ trong lòng, Sở Nam giao phó sau mọi việc liền đi vào tĩnh thất, tổng kết hết thảy kinh nghiệm sau một tràng chiến đấu vừa rồi, đặc biệt là trọng thổ vực đã có được tính mạng kia. Vực đã có tính mạng, chính mình có thể tự trưởng thành, chỉ cần có đủ điều kiện. Nghĩ tới đây, trong đầu sở nam lại xuất hiện một cái vấn đề khác, phạm vi vực tịnh không gia tăng theo tu vi của hắn, nguyên nhân chắc hẳn là do thần niệm của hắn không có gia tăng. Xem ra, ta phải nghĩ ra biện pháp để thần niệm gia tăng nhanh hơn, nói cách khác, phó tôn chi vực sẽ một mực bị hạn chế. Trong một khoảng thời gian thần niệm không thể gia tăng, phạm vi vực vậy cũng không thể gia tăng theo, vậy cũng chỉ có cố gắng để võ tôn chi vực trở nên mạnh hơn rồi. Phương thức gia tăng đơn giản nhất chính là phải ban tính mạng cho vực, có tính mạng thì phải có linh hồn, đi đâu mà tìm được thủy hồn, mộc hồn, kim hồn, hỏa hồn đây. Sở Nam suy nghĩ sâu xa một lát, sau lại nói. Sơn Phong Nguy Nga mới có sơn hồn, vậy những thứ thủy hồn kia khẳng định tồn tại trong những sông, suối, đại dương có lịch sử lâu đời, cực kỳ cổ xưa. Nghĩ đến đây Sở Nam liền triệu tương hân tới, hắn ra lệnh cho nàng siêu tập những điển tịch về những con sông suối hồ còn có những rừng rậm các loại quạng mỏ có lịch sử lâu đời tồn tại cổ xưa nhất nguyên thủy nhất rất nhanh mệnh lệnh được truyền xuống dưới theo mệnh lệnh truyền đi còn có phong thưởng các loại cuộc sống tiếp theo của sở nam chính là nghiên cứu vấn đề ban tính mệnh cho vực còn bên ngoài chính là trời long đất lở thủ cấp tất cả quan quân cao cấp của năm lộ đại quân chính dương quốc toàn bộ đều bị nghiêm lực bảo treo trên tường ngũ động thành tiếp đó là thi thể bốn người tiền hung được phân biệt đưa tới trước mặt bốn lộ đại quân. Ngay lập tức, năm lộ đại quân đã mất đi chỉ huy liền sụp đổ, hốt hoảng bỏ trốn. Tương Hân tự thân dẫn binh truy sát đảo binh, thu hàng binh, thế lực thiên tướng quốc theo đó càng ngày càng lớn. Tin tức truyền đi, càng ngày càng nhiều nhiều con dân thiên tướng quốc hướng Tương Hân vội vã tụ lại. Năm lộ đại quân toàn diệt, ngũ đại võ tôn bốn chết một hàng, chính Dương Hoàng đến nghe được tin này tại chỗ hất ngự trác bàn vua ngồi nổi giận quát. Một thiên tướng quốc nho nhỏ vậy mà không tiêu diệt được, năm lộ đại quân không đủ thì chấm liền phái 10 lộ đại quân, vẫn là đại quân tinh nhuệ. Năm tên võ tôn không thành vậy thì 10 tên, 20 tên, chấm ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có thể hay không ngăn cản được. Chính Dương hoàng đế nổi giận mà ban xuống hoàng lệnh, nhưng ngay lập tức hắn liền hối hận rồi, có thể khiến Nghiêm Lực bảo đầu hàng tự nhiên là không phải là người bình thường, cho dù phái đi nhiều võ tôn hơn nữa thì như bánh bao đáp cẩu. Cho dù có thành công sát tử vì cao nhân cứu tương hân kia đi chăng nữa thì kết quả cũng là thảm trọng. Nhưng mà chính Dương Hoàng Đế lại không hề muốn thu lại mệnh lệnh đã ban. Dù sao hắn cũng là miệng vàng lời ngọc, sao có thể thay đổi xoành xoạch được? Dưới trái lo phải nghĩ, chính Dương Hoàng Đế tìm tới An Võ Thánh. An Võ Thánh liếc mắt nhìn chính Dương Hoàng Đế trước mặt, ngữ khí cực kỳ lãnh đạm. Chính Dương Hoàng, người phải hiểu Nam Xuyên Châu có quy định, võ thánh không được tùy tiện động thủ với người khác nếu không sẽ lọt vào vây công của chúng võ thánh, thậm chí là võ thần ra tay. Ta đương nhiên minh bạch, chỉ cần thỉnh an võ thánh ở bên lược trận, phòng bị một hai là được. Chính Dương Hoàng đế cười giải thích, lại thoáng ngừng một chút rồi tiếp lời. Đương nhiên, nếu là kẻ không có mắt, chọc phải an võ thánh, an võ thánh không phải như đập ruồi, thuận tay chụp chết sao. Ân, ánh mắt an võ thánh như băng kiếm nhìn chồng chọc chính Dương Hoàng đế, muốn xem chính Dương Hoàng đế rốt cuộc là nghĩ gì. Trường 1131, đến hay lắm, dưới uy áp võ thánh mãnh liệt, chính dương hoàng đế buông tay nói. Lời này là thật, an võ thánh, ta muốn vị cao nhân cứu tương hân kia chết đi. Chỉ mới chưa đủ một tháng mà tương hân đã thu phục được chín tòa thành trì, nếu cứ để tiếp tục như vậy thiên tướng quốc rất có khả năng sẽ bị thu phục. Như vậy có thể làm rối loạn kế hoạch của ta, thậm chí còn dẫn đến trong vòng 100 năm sau chính dương quốc cũng không hoàn thành điều kiện kia, mà không có đủ địa bàn thì chính dương quốc sẽ không thể tham gia tấn quốc bị tái được, vậy thì chỉ sợ thứ mà An Võ Thánh muốn kia, cũng sẽ. Ngươi dám uy hiếp bản Võ Thánh, thanh âm An Võ Thánh càng thêm băng hàn, ta tự nhiên không dám, ta chỉ nói lời thật, tuyệt không thể để thiên tướng quốc quật khởi, mà trực tiếp nhất, dứt khoát nhất chính là chảm sát vị cao nhân kia, mà chảm sát hắn song chính dương quốc đồng thời không thể tổn thất lực lượng quá lớn, nếu không, tại tấn quốc bị tái sẽ gặp phải khó khăn rất lớn. Chính dương hoàng đế ngồi xuống, thừa dịp An Võ Thánh trầm tư, hắn lại nói. Kỳ thật sự kiện này đối với An Võ Thánh mà nói bất quá chỉ là thuận tay mà thôi, chỉ cần để cho hắn chọc phải An Võ Thánh là đủ, trên phương diện này ta sẽ có an bài. Một lúc thật lâu sau, An Võ Thánh mới lên tiếng nói. Chỉ một lần này, tạ ơn An Võ Thánh, ngày chính dương quốc tấn thăng thượng quốc, đồ vật kia nhất định hoàn hảo không tổn hao mà đưa tới tay An Võ Thánh. Chính dương hoàng đế nói, An Võ Thánh ngử lạnh một tiếng, thân như thiểm điện mà hướng ngũ động thành bay đi. Ngũ động thành, sau mấy ngày tổng kết lại kinh nghiệm chém giết ngày ấy lại điều chỉnh lại năng lượng bên trong thân thể xong sở nam liền bắt đầu nghiên cứu trận pháp đương nhiên là về truyền tống trận rồi truyền tống trận có thể nối liền hai khối đại lục nếu như có thể nghiên cứu thấu triệt đến lúc đó đường về nhà lại càng thêm thuận tiện hơn nhiều cũng sẽ không giống như bây giờ nữa rõ ràng là ở thiên võ đại lục mà lại không biết đường trở về nhà trước nhất hắn muốn trở về gặp lại phụ thân phụ mẫu muốn tìm tới mộng nhân linh vân đế tôn vẫn còn một khi lão còn tồn tại, hoàn cảnh thân mẫu hắn khẳng định tương đối nguy hiểm. Mộng Nhân đã vượt biển, lực lượng có thể uy hiếp lớn nhất vẫn là San hô Huyền Lam Kình kia cùng Ngọc Chi San hô trùng cộng sinh ở phía trên, nhưng mà trên biển, tồn tại so với San hô Huyền Lam Kình lợi hại hơn còn không ít. Về phần Linh Vân, ngồi kiếm thuyền cũng chẳng biết đã đi đâu. Ngoại trừ phụ mẫu, Mộng Nhân cùng Linh Vân ra còn có sư phụ môn phái, chúng huynh đệ. Sở Nam thở dài một tiếng, niết chặt nắm tay lại, lần nữa thầm nhủ nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất thu thập địa đồ, tìm được đường về nhà. Đối với truyền tống trận sở Nam cũng còn có rất nhiều loại tâm tư khác nữa, ví dụ như truyền tống trận không lẽ chỉ có thể cố định, không thể di động được hay sao? Ví dụ như truyền tống trận chỉ có mỗi tác dụng là truyền tống. Việc này đều đành phải tạm gác lại ngày sau kiểm chứng. Bây giờ tối trọng yếu nhất là căn cứ vào điển tịch bố trí ra truyền tống trận, ngay lập tức Sở Nam lại triệu hoán Tương Hân tới, để cho nàng đi thu thập tài liệu bố trí truyền tống trận. Mặc dù vạn trận lão tổ đã nói, thế gian vạn vật đều có thể làm trận nhưng mà lần đầu tiên hắn bố trận này vẫn là nghĩ đến dựa theo ghi chép mà làm. Vì không muốn có người nhìn ra được manh mối, ví dụ tồn tại giống như thiên trảm điện, sở nam còn gia nhập vào trong đó không ít tài liệu, dùng để che mắt người ngoài. Tương hân lĩnh mệnh mà đến, ngoài ra còn mang theo một tin tức. Bởi vì phần thưởng phong phú, những người truy tìm tin tức những con suối, sông, hồ, đại dương. Có lịch sử lâu đời đã cung cấp một lượng lớn tin tức, sau khi tương hân tự mình tổng kết lại liền định ra một chỗ tồn tại lâu nhất, mà chỗ này lại không phải là một con sông, suối, ao, hồ, đại dương gì mà lại là một con thác. Người địa phương xưng thác nước này là thần lai, không biết nó có lịch sử bao lâu, nhưng từ khi nó đã có nước chảy xuống lại vượt qua một gia tộc cổ xưa truyền thừa qua 69 thế hệ. Đựa vào ghi chép của gia tộc này, thần lai thác ngay lúc tổ tiên đời thứ nhất đã tồn tại. Mà bây giờ, trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt biến đổi, Thần Lai Thác vẫn nằm yên trong cảnh nội minh hoa thượng quốc, nhưng không ổn đó là, thượng quốc kia chính là thượng quốc mà Thiên Tướng Quốc cùng Chính Dương Quốc cung phụng. Thần Lai Thác mang đến hứng thú cực đại cho Sở Nam, Sở Nam vốn muốn lập tức lên đường tìm tới tận nơi nhưng lúc này lại có cấp báo truyền tới, 10 lộ đại quân tinh nhuệ Chính Dương Quốc gần 500 vạn đại quân đang tiến tới, đồng hành với đó là 20 tên võ tôn cường giả. Chính Dương Quốc lại còn ban bố tàn sát lệnh, muốn đem tất cả thành trì Thiên Tướng Quốc đang sở hữu toàn bộ phá hủy đem toàn bộ con dân thiên tướng quốc tàn sát hết, ai dám viện trợ thiên tướng quốc, sát. Ai dám thu lưu con dân thiên tướng quốc, sát, ai có liên hệ với thiên tướng quốc, sát. Chính Dương Hoàng đế biết rõ như thế sẽ bước con dân thiên tướng quốc đến đường cùng, mà bước tới tuyệt lộ sẽ sinh ra đại lực lượng, rất có thể sẽ mang đến rắc rối vô cùng lớn nhưng mà chính Dương Hoàng đế chính là muốn dùng thủ đoạn huyết tinh giết gà dọa khỉ như thế, để hắn có thể nhẹ nhàng thu phục được hai quốc gia cuối cùng. Nói tới cùng, sau khi hắn tấn thăng thành thượng quốc, lực chấn nhiếp các vương quốc dưới tay lại càng thêm lớn. Vì thế, chính Dương Hoàng đế cảm thấy một chàng đồ sát này là đáng giá, thuật theo tàn sát lệnh truyền ra còn có một phần phong thưởng, bất luận có phải là người chính Dương quốc hay không, chỉ cần giết chết một người của thiên tướng quốc liền có thể đạt được một khối thượng phẩm nguyên thạch, nếu có thể chảm sát tướng lãnh phong thưởng lại càng cao, cao nhất tự nhiên là tương hân, bắt được nàng, bất luận sống chết liền được phong làm chính Dương tử tước, 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Chương 1132, phản tàn sát, Trăm dặm sườn núi bố trận, hai mươi tên võ tôn cường giả, chính Dương Hoàng đế thật đủ quyết đoán, cho dù võ tôn cường giả tại Nam Xuyên Châu này không phải là tồn tại đỉnh Kim Tự Tháp nhưng cũng không phải là bắp cải ven đường, muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Đang lúc sở Nam thầm nghĩ thì Tương Hân lại vội vã tiến vào, nàng vừa nhận được một tin tình báo, là tình báo do Trương Hồng truyền đến, tình báo nói chính Dương Quốc không chỉ có phái ra hai mươi võ tôn cường giả mà còn có võ thánh duy nhất của chính Dương Quốc. Võ thánh cũng đến xem ra chính Dương Hoàng đế đã hạ quyết tâm muốn trừ bỏ ta rồi. Trong nháy mắt sở nam liền suy nghĩ cẩn thận, vị võ thánh này hẳn là chuyên môn đối phó hắn mà đến. Suy nghĩ xong, sở nam lại cười nói, đến hay lắm, vậy thì nhìn xem, rốt cuộc ai loại bỏ ai, tàn sát lệnh, thật đúng là uy phong. Sở nam nói ra, tương hân bên cạnh sớm sầu vân thảm vụ vì thương hải tăng điền, mặc dù nàng rất tin tưởng sở nam nhưng mà thế cục bây giờ, đối với thiên tướng quốc mà nói thật sự có thể nói là họa diệt vong trước mặt. Đại nhân có thể dễ dàng trảm sát Phó Tôn Cường giả, thậm chí là võ thánh cường giả nhưng làm sao có thể ngăn cản được những người dùng con dân Thiên Tướng Quốc đổi thành nguyên thạch đây? Mà Thiên Tướng Quốc không có con dân, cho dù có giành được lãnh thổ thì có tác dụng gì sao? Đại nhân, cứu cứu Thiên Tướng Quốc." Tương Hân nhìn tròng trọc Sở Nam, bộ dáng đáng thương mà nói ra. Chính Dương Quốc có thể hạ tàn sát lệnh, Thiên Tướng Quốc lại không thể sao? Chính Dương Quốc có thể tưởng thưởng, Thiên Tướng Quốc không thể sao? sở nam nói ra hai cái nghi vấn lập tức khiến hai mắt tương hân sáng ngời lập tức đáp lời ý của đại nhân là nói chưa xong một nửa tương hân lại lo lắng nói đại nhân chính dương quốc cường đại như vậy chúng ta ban bố tàn sát lệnh còn hữu dụng sao còn có chính dương quốc dân số đông đúc hơn nữa thiên tướng quốc cũng không có nhiều nguyên thạch như vậy sở nam nở một nụ cười tương hân không hiểu nhưng trong đầu chợt lóe linh quang tương hân nói đại nhân ngài có chủ ý Hỏi ngươi một vấn đề, ở trên đời này, thứ gì giúp tiền tài tăng nhanh nhất mà lại không vốn vạn lời? Không vốn vạn lời, lại còn tăng nhanh nhất. Tương Hân nghĩ ngợi một lúc, hơn nửa ngày sau mới lên tiếng nói. Đại nhân, Tương Hân ngu đột, thật không có nghĩ ra, còn mời đại nhân chỉ điểm. Đó chính là cướp bóc, cướp bóc, không sai, người sinh ra đã là công chúa, không có tiếp xúc qua phương diện này tự nhiên không nghĩ ra được. Cướp bóc, bóc lột của kẻ bóc lột, cướp đoạt của kẻ cướp đoạt, mặt kệ hắn giàu có thế nào, ngươi chỉ cần cướp hết của hắn vậy sẽ là của ngươi rồi, ví dụ như chính Dương quốc này. Tức thì, Sở Nam lại nhớ tới lại quãng thời gian cùng Mộng Nhân đen ăn đen kia, lại còn cái danh xưng hắc bạch song sát kia nữa, khiến khuôn mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ tươi cười hạnh phúc. Tương Hân nhìn thẳng hắn, cũng không có lên tiếng quấy nhiễu gì, đợi khi Sở Nam hoàn hồn lại thì hắn lại nói tiếp. Thiên tướng quốc không có nguyên thạch, vậy thì đi cướp của chính Dương quốc Thiên tướng quốc không có địa bàn thì có thể đi cướp của chính dương quốc, thậm chí là thiên tướng quốc không có người, cũng có thể đi tìm chính dương quốc. Nghe được lý luận cướp bóc này của sở nam song tương hân liền hưng phấn lên, giống như có cái gì đó ở trong huyết mạch được kích hoạt lên vậy, càng ngày càng sôi trào. Sở nam lại nói, về phần có thể phong thưởng hay không ngươi không cần lo lắng, ngươi cần phải lo lắng đó chính là thưởng cái gì mới phát huy ra được giá trị lớn nhất. Mặt khác, tàn sát lệnh không cần phải chỉ ở về phía dân chúng chính dương quốc, Ngươi chỉ cần chỉ về phía cửu tộc chính dương hoàng đế là được. Giết một người trong lục tộc đến cửu tộc hoàng gia thưởng 5 vạn thượng phẩm nguyên thạch, giết một người trong trong tam tộc hoàng gia thưởng 50 vạn thượng phẩm nguyên thạch, giết một người trực hệ huyết mạch hoàng gia thưởng 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Giết chính dương hoàng đế, thưởng một một nghìn vạn thượng phẩm nguyên thạch. Hít hà, tương hân hít một ngụm lãnh khí, bị chữ giết của sở nam làm cho kinh sợ, bị chỗ phần thưởng sở nam làm cho kinh sợ. Bất quá, nàng cũng rất nhanh khôi phục lại tinh thần, phần thưởng đích xác rất dọa người nhưng mà những cái kia vốn không phải là của nàng, từ một khía cạnh nào đó mà nói, đó chính là dùng tài phú của chính Dương Quốc đi tiêu diệt cửu tộc hoàng gia chính Dương Quốc, sinh ý như thế, tại sao lại không làm? Tương Hân hoàn toàn có thể tưởng tượng được phần phong thưởng này một khi truyền ra ngoài sẽ tạo ra oanh động tới mức nào. Đương nhiên, tối đa nhất định là nói thiên tướng quốc không biết tự lượng sức mình, hào phóng vô cùng, nhưng mà cũng không loại trừ khả năng xuất hiện dũng phu truy cầu tài phú trong nguy hiểm. Trong vòng tam tộc chính Dương Hoàng đế, bọn hắn không có khả năng động tới nhưng mà trong vòng cửu tộc kia những người này vẫn có gan đi làm đợi khi đại nhân đem tất cả võ tôn cùng tên võ thánh kia chảm sát xong chính dương hoàng đế chính thức gặp phải tai nạn hàng lâm tưởng tượng xong tương hân liền cung kính nói vâng đại nhân đồng thời trong lòng nàng còn âm thầm cầu nguyện hy vọng chính dương hoàng đế tài phú đủ nhiều đủ tài phú để trả thù lao cho những người kia giết chóc tương hân đang cầu nguyện như vậy thì lại nghe sở nam nói ra ra một đạo tiêu diệt lệnh trong vòng 3 tháng, diệt chính Dương Quốc, xóa đi hết thảy vết tích chính Dương Quốc tại Nam Xuyên Châu này. Đại nhân, 3 tháng, 3 tháng, sở Nam như chém đinh chặt sắt mà nói ra, trong thành phủ chủ này ta đã bày ra một trận pháp, bây giờ ta truyền thủ pháp không chế cho ngươi. Hai canh giờ sau, sở Nam hỏi, có thể thao túng được chưa? Có thể, trận này, có thể giúp ngươi giải quyết không ít vấn đề, ngăn cản những kẻ mắt không tròng tới ám sát ngươi, chỉ cần không phải võ thánh ra tay, hoặc là một đám võ tôn liên thủ thì ngươi vẫn có thể an toàn đứng trong trận. chương 1133, cứ đứng yên đó, đừng nhúc nhích, dứt lời, sở nam liền vuốt ve tiểu hắc, dẫn tiểu nê thu dùng kinh mạch tuần hoàn thiên nhai chỉ xích mà rời đi, hắn muốn đi ngăn cản 20 tên võ tôn, còn có tên võ thánh kia, chỉ cần cùng bọn hắn đánh xong một trận, chính Dương Quốc sẽ gặp phải chấn động cự đại. Mà một gã võ thánh cùng 20 tên võ tôn tự nhiên không phải dễ dàng giải quyết, sở nam chính là đi trước bố trí trận pháp, Trăm dặm sườn núi, không có qua đứng lại còn kéo dài suốt trăm dặm, chỗ này chính là nơi sở nam lựa chọn làm nơi đi săn. Trong đầu có ngàn vạn trận pháp nhưng hắn lại lựa chọn trận pháp ưa thích nhất, sát ngư trận làm trận cơ, mà tám mắt trận bất ngờ lại là tám căn chân vũ trụ, tiếp đó lại dùng tới sinh tử băng hỏa trận đơn giản. Sở Nam mặc dù đã thấu triệt trận này rồi nhưng hắn vẫn không minh bạch chuyện trận hồn cho nên chỉ có thể bố trí một sinh tử băng hỏa tính trận. Mặt khác, còn đem trận pháp học được từ vạn trận lão tổ sen kẽ vào trong, sau khi xài hết tài liệu trong chữ vật giới chỉ, Sở Nam ngay tại chỗ lấy đại địa bày bố thổ trận, đại địa nơi này không chỉ phi thường bình thường mà còn là đơn giản vô cùng, nhưng mà qua tay Sở Nam một vòng liền trở nên không còn đơn giản nữa rồi, đất thành thạch trụ, nội hàm nồng đậm tử khí, còn có ngũ hành chi lực. Trừ việc này ra, Sở Nam còn đem thủy pháp tắc của tiểu Nê Thu ra hóa thành thạch trụ, tiểu Hắc cũng không có nhàn rỗi, cũng hướng thạch trụ quán thâu năng lượng, chỉ là Sở Nam đều không thể hiểu, Năng lượng mà tiểu hắc quán thâu vào kia đến tột cùng là năng lượng gì cứ như vậy mục nát hóa thần kỳ trọn vẹn 12 canh giờ sau sở Nam mới phủi tay cười nói trận đã bố trí tốt chỉ chờ cá vào lưới mới nói xong tại chỗ xa xa có hơn 20 đạo hào quang như sao băng phá không bay tới sở Nam đem tiểu hắc cùng tiểu nê thu thu vào trong linh thú đại mà đơn thương độc mã ngăn phía trước bọn hắn chắp tay mà đứng 21 đạo thân ảnh thấy cảnh này thì đều dừng lại Nhìn Sở Nam với Tu Vi chỉ có cao giai võ hoàng mà nhăn nhó lông mày, không đợi bọn hắn kịp nói gì thì Sở Nam đã cướp lời cười nói: "Các ngươi đến thật đúng lúc a. À. Ngươi là ai? Một người quát, ngươi nói đi." "Ý gì? Sao cản đường chúng ta? Ngươi nói đi." "Là ngươi." Một người đã nhận ra Sở Nam. "Là ngươi." Khi người nọ vừa quát lên thì mọi người mới nhất thời hiểu ra, lại nhớ lại miêu tả của Trương Hồng, sau gió 20 người còn lại đều lộ ra bộ dáng phi thường phong phú có tươi cười, có hung thần ác sát mà vây lấy con dê béo là sở nam. Trong một lúc, lại có một tiếng hét đốt nhiên vang lên. Ngươi chính là tên cao nhân đem tương hân cứu ra. Ngươi chính là vị cao nhân khiến ngũ đại võ tôn bốn tử một đầu hàng. Sở nam vẫn cười, ngược lại hỏi một câu. Các ngươi nói xem, ha ha ha, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, khi tìm được lại chẳng tốn chút công phu. Vốn dĩ chúng ta còn tưởng phải kéo dài một khoảng thời gian mới có thể giết ngươi được, không nghĩ đến ngươi lại tự mình đưa đến. Sở Nam không thèm ngó ngàng tới người này mà nhìn chòng chọc người thứ 21 khác biệt kia nói: "Ngươi không nên đến đây." 20 tên võ tôn đều quay đầu, thuận theo ánh mắt của Sở Nam mà nhìn lại, đúng là An Võ Thánh. Từ diện mạo mà nói, An Võ Thánh tuyệt đối là không hề bắt mắt nhất trong đám người, cho dù có nhìn tới thì rất nhanh cũng rời ánh mắt đi, quần áo trên người cũng là bình thường đến cùng cực, là một thân y phục bằng vải bố. Thế nhưng mà, người với hình tượng rất đối bình thường này trên người lại mang cái danh hiệu Võ Thánh vậy tuyệt đối là không bình thường, thậm chí còn khoác lên mình loại hào quang khác biệt, không phải vì bản thân hắn mà chỉ vì hắn là võ thánh, chỉ cần điều này là đủ. An võ thánh vốn không muốn cùng đám võ tôn này chung đường, nhưng mà chính dương hoàng đế lại an bài xuống để cho sở nam chủ động ra tay với hắn, hắn theo đó mà thuận tay mà đánh sở nam hôi phi yên diệt. Bởi vậy, an võ thánh không thể không tạm thời cùng bọn hắn chung đường. Nhưng mà, chính dương hoàng đế tuyệt không nghĩ đến sở nam sẽ chủ động xuất khích, hơn nữa lại còn đơn thương độc mã chặn giữa đường bọn hắn, cũng bởi vì sở nam chủ động xuất kích, tất cả bố trí của chính dương hoàng đế theo đó mà toàn bộ bị phế rồi. An võ thánh nhìn sở nam, hắn không phải như những võ tôn hoàn toàn không có đem sở nam để vào mắt kia. Người ta có thể chặn ngang giữa đường, dĩ nhiên là có cái gì đó nắm chắc, hắn không cuồng không giận, chỉ nhàn nhạt nói. Người cũng không nên đến đây, đối với các ngươi mà nói, ta xác thực không nên tới, bởi vì một khi ta tới đây liền đại biểu cho ngày tàn của các ngươi. Sở Nam nói đến đây, những võ tôn kia trong lòng lập tức tràn đầy căm phẫn, tiếng quát mắng vang lên. Sở Nam chỉ tiếp lời, một võ thánh, hai mươi võ tôn, còn chín tên võ tôn đại viên mãn, thế trận xa hoa như thế, toàn quân chết sạch tại chỗ này không biết chính dương hoàng đế của các người có đau lòng hay không. Làm càn, hôm nay người chắp cánh cũng khó thoát, người này vừa quát ra, hai mươi tên võ thánh đã phân tán ra đem Sở Nam bao vây vào giữa, cho dù ở trên đầu hắn cũng có tới ba tên, chỉ để lại một cái thông đạo, mà đầu ra của thông đạo lại là nơi An Võ Thánh đứng. Ánh mắt An Võ Thánh một mực khóa trên người Sở Nam, nghe được ngữ khí của Sở Nam như vậy hắn liền dùng một bộ ngữ khí nhàn nhạt, nhạt nói: "Ý của ngươi là, ngay cả bản võ thánh ngươi cũng muốn giết?" Chương 1134. "Võ Thánh, bất quá cũng chỉ thế. Vì sao lại không?" An Võ Thánh lắc đầu, nói: "Ngươi nói muốn tiêu diệt 20 tên võ tôn này bản võ thánh có thể tin, hơn nữa còn có thể khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ ngươi chém giết." nhưng mà ngươi không nên gây với bản võ thánh, ngươi cũng đã biết, điều này đại biểu cho bản võ thánh có thể hướng ngươi xuất thủ mà không vi phạm quy định. Tự nhiên là biết rõ, nếu ngươi thật sự lo lắng vậy có thể đứng yên để ta đánh ngươi một quyền, cho thấy xác thực là ta xuất thủ trước, như vậy ngươi càng có thể yên tâm, như thế nào? Sở Nam biết rõ mà còn cố ý cười nói như vậy. 20 tên võ tôn đều hiện lên vẻ mất tự nhiên, còn có thần sắc vô cùng âm trầm. Một là bởi vì lời an võ thánh mới nói ra, hai là vì sở nam hoàn toàn không để bọn hắn vào mắt an võ thánh nói như vậy bọn hắn cảm thấy không có gì dù sao người ta cũng là võ thánh nhưng mà sở nam trước mắt này có cái gì mà dám làm ra tư thái như vậy vì hắn có thể diệt sát ngũ đại võ tôn bọn hắn thế hai mươi người bọn hắn cũng là võ tôn ngay lúc hai mươi tên võ tôn ngo ngoe muốn động thì an võ thánh lại lên tiếng nói như vậy cũng tốt bản võ thánh liền để ngươi đánh trước một quyền thật là quy định khả ái người khả ái cứ đứng yên đó, đừng nhúc nhích. Sở Nam cười nói, lời còn chưa ra khỏi miệng thì thân ảnh Sở Nam thoáng cái đã xuất hiện trước mặt An Võ Thánh, một cái quyền đầu hội tụ tất cả năng lượng hắn sở hữu trong người, một chiêu diệt thiên quyền đánh ra cùng hắc động cuồng hiện. Cùng lúc đó, hắn tế ra trọng thổ vực, thân sắc An Võ Thánh lạnh nhạt tự nhiên bỗng nhiên biến đổi. Lúc trước hắn để Sở Nam đánh ra một quyền là tự tin với thuộc lực của bản thân, khẳng định là dễ dàng tiếp được một quyền của Sở Nam. Nhưng lại không ngờ, người này nói đánh là đánh, một chút trì hoãn cũng không có, hơn nữa một chiêu này quỷ dị như thế, uy năng to lớn như thế khiến cho hắn dựa vào đâu mà còn dám tiếp một chiêu này, theo đó mà cuốn quyết đem thổ pháp tắc mà hắn lĩnh ngộ được tế ra, tạo thành một lớp phòng hộ ngoài thân. Lúc này, tầng phòng hộ thổ quy tắc còn chưa hoàn thành thì Diệt Thiên Quyền đã đánh lên người hắn. Trên người An Võ Thánh chợt lóe quang hoa, ngực không chỉ lõm xuống một cái mà còn thối lui về sau ba bước. An Võ Thánh chấn kinh rồi, hắn đường đường là võ thánh lại bị một tiểu tử chưa đạt tới võ thánh đẩy lui, mặc dù chỉ với ba bước. Nhưng ý nghĩa của ba bước này lại không giống bình thường. Tuy nói bản thánh vừa mới tế ra pháp tắc, tuy cực kỳ vội vàng nhưng dùng đối phó hắn cũng dư mới đúng, hắn thế nào có thể đẩy lui bản võ thánh, đây không phải đại biểu cho hắn có bổn sự khiến bản võ thánh thụ thương sao. Càng khiến an võ thánh chấn kinh đó là, không chỉ là ba bước này mà còn cả cái hắc động kia nữa. An Võ Thánh cảm giác được cái hắc động này không chỉ hút lấy năng lượng của hắn mà còn thổ pháp tắc mà hắn tế ra, mặc dù cuối cùng hắc động không có hút vào nửa điểm pháp tắc nhưng vấn đề này cũng đủ khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Kinh hãi như sóng cồn quay cuồng trong lòng An Võ Thánh, ngay lúc này hắn cảm giác được một cỗ trọng lực cự đại khiến thần sắc hắn phải trầm xuống. An Võ Thánh từ trong chấn kinh tỉnh lại, xem xét lại, hắn phát hiện ra bản thân đã lọt vào vực, là một vực thổ thuộc tính. An Võ Thánh vừa mới tao ngộ tập kích như vậy tâm liền trở nên cẩn thận vạn phần, không dám xem nhẹ công kích của sở nam nữa, năm ngón tay hóa chảo, hư không túm lấy một thanh kiếm. Kiếm này toàn bộ là do pháp tắc ngưng tụ lại mà thành. Pháp tắc chi kiếm chảm xuống, trọng thổ vực dưới kiếm này liền bị chảm khai. An Võ Thánh đem trọng thổ vực chảm thành hai nửa nhưng trên mặt lại không có nửa điểm vui mừng nào. Vốn dĩ hắn đã đem thực lực của sở nam đẩy tới một vị trí cực cao, nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình vẫn còn xem thường người này một kiếm này chạm xuống cho dù ngay cả năm võ tôn đại viên mãn liên thủ bố trí vực cũng sẽ bị bản võ thánh đánh tan nhưng mà vực thổ thuộc trước mắt này cũng chỉ bị chạm thành hai nửa mà thôi suy nghĩ trong lòng còn chưa dứt thì an võ thánh lại chứng kiến võ tôn chi vực hắn vừa chạm thành hai nửa kia rõ ràng chậm rãi khép lại bộ dáng như lần nữa sẽ hợp lại một chỗ vậy này an võ thánh thừa nhận hắn bị điên rồi sở nam thu hồi lại võ tôn chi vực thân hình phá không bay lên sở nam thu hồi trọng thổ vực Trọng Thổ vực mặc dù trực tiếp bị chảm thành hai nửa nhưng hắn lại phi thường hài lòng, từ vẻ kinh ngạc của An Võ Thánh hắn tự nhiên là hiểu Trọng Thổ vực có được vực hồn xác thực có thể chống lại pháp tắc. Mặc dù bây giờ còn chưa chống lại được, chỉ là vì vực hồn quá yếu, Trọng Thổ vực còn quá yếu. Sở Nam tin tưởng, nếu như Trọng Thổ vực trưởng thành đủ mức, chắc chắn không chỉ có thể chống lại pháp tắc mà còn có thể tiêu diệt cả pháp tắc. Tuy nói vậy nhưng muốn đạt được một bước này còn phải đi một đoạn đường rất dài, nhưng mà Sở Nam sẽ chấp nhất mà đi tiếp nghĩ đến có thể đối kháng pháp tắc, huyết dịch toàn thân hắn liền sục sôi không thôi. Trọng thổ vực có được tính mệnh xác thực cường đại, bất quá mọi thứ đều có hai mặt của nó, có tốt, tự nhiên có xấu. Mặt tốt chính là, trọng thổ vực kia một khi hoàn toàn tiêu diệt, phản vệ đem tới cho sở nam so với những võ tôn khác còn muốn lớn hơn gấp 10 lần, thậm chí là cả trăm lần. Sau khi thu hồi trọng thổ vực lại, thân hình sở nam chợt lóe lên, ngay lập tức lao thẳng về phía ba đại võ tôn đại viên mãn đứng trên đầu hắn. Ba đại võ tôn trên không kia ngay lúc này căn bản là chưa kịp hồi tỉnh tinh thần, bọn hắn giành mạch một quyền sở nam đánh về phía an võ thánh là như thế nào, đầu óc theo đó mà như rút gân, vô cùng kinh ngạc thẳng đến khi trước mặt bọn hắn xuất hiện một cái lốc xoáy cự đại, còn có tử khí đậm đặc xâm nhập vào người bọn hắn thì bọn hắn mới có phản ứng lại. Chỉ là, đã chậm, lốc xoáy tử khí đã đem ba người bọn hắn cuốn vào trong, tam đại võ tôn cuốn quyết xuất thủ ngạnh kháng, tế ra võ tôn chi vực, muốn dùng vực ngăn cản tử khí. Nhưng mà, ba người bọn hắn rất nhanh phát hiện ra vực của bọn hắn căn bản là vô pháp ngăn nổi tử khí nhập vào thể nội bọn hắn. Cái thứ này là cái gì? Cút ra ngoài cho lão phu, có người hét lớn như vậy, vội vã vận chuyển nguyên lực toàn thân, muốn đem tử khí trục xuất ra khỏi thân thể nhưng lại phát hiện ra căn bản đã không còn kịp, chỉ có thể áp chế, giảm tốc độ hủ thực của tử khí lại. Thấy tử khí có thể áp chế được, tam đại võ tôn liền thả lỏng trong lòng. Nhưng mà, tâm vừa mới nới lỏng ra thì trước mắt lại xuất hiện một cái hắc động, cùng với Hắc động lúc trước tập kích An Võ Thánh kia lại giống như đúc. Lập tức, tình cảnh của An Võ Thánh lập tức hiện ra trong óc bọn hắn, ba người tâm kịch chấn, e sợ ba phần, như bản năng mà muốn xuất ra đại sát chiêu của bản thân đánh tới Hắc động, ý đồ muốn phá hủy Hắc động đi. Ben, 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 ba tiếng giòn tan vang lên, Sở Nam không để ý tới phản vệ mà mình gánh chịu, ba chiêu Diệt Thiên Quyền đánh ra, sát chiêu tam đại võ tôn cùng thân thể theo đó mà bị nghiền thành phấn vụn, chết không kịp ngáp. Tiếp đó lốc xoáy từ khí liền biến mất, còn ba gã võ tôn đại viên mãn cản sở nam trùng thiên chạy trốn đã không hề còn bóng dáng nữa. Có, chẳng qua chỉ là sở nam đang khoanh tay mà đứng, cùng với bộ dáng lúc trước cản đường bọn hắn giống như đúc. Từ lúc sở nam hướng an võ thánh xuất thủ cho tới lúc hắn diệt sát tam đại võ tôn, chẳng qua chỉ là thời gian ba lần hít thở mà thôi. Mặc gì chỉ có chừng ấy thời gian nhưng 17 tên võ tôn còn lại lại cảm thấy một cỗ khí lạnh từ chân lên chạy lên người rồi xông thẳng lên tới đỉnh đầu, trong tâm bọn hắn không hẹn mà đều dâng lên một cái kinh nghi. Người này còn là võ tôn sao? Thế nào mà trong nháy mắt liền chảm sát ba gã võ tôn đại viên mãn? Chuyện này, ánh mắt sở nam quét qua người bọn hắn một lần, nói. Ta dám đến ngân các ngươi, tự nhiên là không muốn chạy trốn. Lần này, không dám lại chế nhạo, bọn hắn thực không có dư sức mà đi cười nhạo nữa rồi. Dứt lời, ánh mắt sở nam liền rơi lên người an võ thánh, lắc lắc đầu nói. Võ thánh, bất quá cũng chỉ thế, an võ thánh nghiêm ngặt áp chế chấn kinh trong lòng, ổn định lại tâm thần, tiếp đó mà nhàn nhạt nói ra, có thể khiến bản võ thánh thối lui ba bước, người xác thực rất lợi hại. trong nháy mắt chảm sát ba tên võ tôn đại viên mãn, người có thể coi là đệ nhất nhân dưới võ thánh. nhưng mà tranh lệch giữa bản võ thánh và ngươi còn quá xa, cho dù bản võ thánh thối lui ba bước nhưng một quyền kia của ngươi lại là một chiêu lớn nhất rồi a. À? đúng vậy, một quyền kia gọi là diệt thiên quyền là võ kỹ uy lực lớn nhất bây giờ mà ta có thể thi triển ra an võ thánh thấy sở nam dễ dàng thừa nhận như vậy thì nhăn nhó chán lại trong ánh mắt cũng hiện lên vẻ nghi hoặc chẳng lẽ hắn còn thủ đoạn khác trong tâm an võ thánh tựa như mọc lên cây gai dài nhìn chòng chọc sở nam sát cơ tuôn ra hắn nói ngươi lợi hại nhưng lại không nên kiêu ngạo gây đến bản võ thánh mặc dù ngươi là đệ nhất nhân dưới võ thánh nhưng ngươi còn chưa phải là võ thánh hôm nay tại đây chính là thời khắc ngươi vẫn lạc Sở Nam cũng lắc lắc đầu, an võ thánh, còn có các ngươi, 17 tên võ tôn, ta cho ngươi các ngươi một cơ hội bảo mạng, cung phụng ta, nhận ta làm chủ, bằng không thì kết cục của ba tên võ tôn đại viên mãn kia cũng chính là kết cục của các ngươi. Ngươi so với tưởng tưởng của bản võ thánh còn muốn cuồng hơn. An võ thánh nổi giận, sở Nam cười nói, an võ thánh, ngươi nổi giận, ở thời điểm này, phép khích tướng lại là bất lợi với ngươi. Nghe được lời này, cây gai trong tâm kia của An Võ Thánh không khỏi lớn thêm chút nữa, hắn cam hận nói đã vậy bản võ thánh liền tiến người một đoạn đang nói pháp tắc chi kiếm trong tay kia của hắn liền đâm thẳng tới sở nam ngay lập tức sở nam cảm giác được thân thể của mình căn bản là không thể cử động được phảng phất như bị pháp tắc chế trụ sở nam không có thử thi triển thiên nhai chỉ xích mà lại đứng yên tại chỗ mặt tràn đầy vẻ tự tin cùng tươi cười mà nhìn thổ pháp tắc chi kiếm cách hắn càng lúc càng gần hắn thế nào lại không tránh an võ thánh tâm dâng lên vẻ không ôn Nguyên mắt nhìn chằm chằm sở nam, trong tâm lại thầm nghĩ. Bản võ thánh ngược lại muốn nhìn ngươi thế nào ngăn cản được pháp tắc chi kiếm của ta. Còn 17 tên võ tôn kia thấy an võ thánh ra tay tâm liền đại định, có một người lên tiếng nói. Thật sự là đủ cuồng, mặc kệ ngươi lợi hại như thế nào, an võ thánh ra tay ngươi cũng sẽ chết không thể chết hơn. Lời vừa dứt, pháp tắc chi kiếm lập tức muốn xuyên qua thân thể hắn. Ngay trong ngàn cân trẹo sợi tóc này, một đầu cá chạch nhỏ đột nhiên phiêu phù trước mắt mọi người. Cá trạch, cá trạch, cá trạch, vô số người đồng thời bật thốt lên, chấn kinh vô cùng, mà ngay cả An Võ Thánh cũng không ngoại lệ. Ngay lập tức, 17 tên võ tôn liền chứng kiến pháp tắc chi kiếm của An Võ Thánh tế ra tan vỡ mà tiêu tán ở trên không. Mà An Võ Thánh lại thấy rõ ràng, nhìn nát pháp tắc chi kiếm của hắn không phải là đầu cá trạch này mà là một giọt nước. Dễ dàng phá vỡ pháp tắc chi kiếm của bản võ thánh như thế, điều này nói rõ, giọt nước này cũng là pháp tắc, mà trình độ còn so với bản võ thánh còn cao hơn. Nếu không, dưới thổ khắc thủy, pháp tắc chi kiếm của ta cũng không phải dễ dàng bị hủy như vậy a. À. Nộ hỏa trong tâm an võ thánh giờ đã chuyển thành kinh sợ rồi, dưới tâm bất ổn, nguy cơ tử vong càng lúc càng hiện rõ ràng. Bên cạnh người này cũng có võ thánh, đầu cá trạch này chính là một võ thánh tồn tại. Khó trách, khó trách tiểu tử này không có sợ như vậy. Ngay lúc An võ thánh nghĩ tới điều này thì Sở Nam lại vừa cười vừa phun ra hai chữ. Trận khởi, chương 1135. Ca rốt, trận khởi, nghe được sở nam phun ra hai chữ này, an võ thánh cái gì cũng không cần nghĩ mà bứt ra bỏ chạy. Không nói tới các loại thủ đoạn của sở nam, đơn giản chỉ với đầu cá chạch này với một giọt nước kia cũng đủ khiến hắn khó giữ nổi tính mạng, ở đâu mà còn dám ở lại thêm tích tắc nào. Nhưng mà, một tiếng phanh vang lên, an võ thánh bị chấn ngược trở về, tâm càng đại kinh. Là cái gì mà có thể ngăn được ta? An võ thánh lại xuất ra pháp tắc chi kiếm, muốn phá khai bình chướng kia pháp tắc chi kiếm đâm một phát, cột đá vỡ tan nhưng An Võ Thánh vẫn không thể thoát ra ngoài được, ngược lại còn cảm giác bản thân như rơi vào trong đầm lầy. Ngay lập tức, An Võ Thánh minh bạch, thứ cản đường của hắn chính là thủy pháp tắc. Mỗi một tế bào An Võ Thánh đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Dùng thủy pháp tắc bố trận, thủ bút thật lớn, thủy pháp tắc, bản Võ Thánh cũng không tin thổ pháp tắc của ta khác không được ngươi. An Võ Thánh hung hăng một cái, thì thầm, thổ pháp tắc, bao trùm, ngay lập tức, thổ pháp tắc khiến cho đại địa phập phồng một trận, sau lại hướng thủy pháp tắc phủ xuống, nhưng ngay sát na thổ pháp tắc trùng xuống, thủy pháp tắc trước mặt lại biến mất không thấy bóng dáng, thay vào đó lại là một đám cà rốt. Vô biên vô vô tận cà rốt màu hồng hồng, an võ thánh sửng sốt, hắn không phải là chưa từng rơi vào trận pháp, trong trận, hắn đã từng gặp qua băng sơn cự thạch, đao ảnh kiếm khí, thủy yêm hỏa thiêu, nước dìm lửa đốt. Nhưng mà, hắn chưa từng gặp qua cà rốt, an võ thánh nghĩ tới nát óc mà không hiểu gì cả, sở dĩ là cà rốt hoàn toàn là do tiểu hắc bày trò tại một lúc ngây người này đám cà rốt kia đột nhiên dựng đứng dậy sau đó lại biến hóa hình dạng tiếp đó an võ thánh liền thấy được tất cả cà rốt lúc trước giờ phút này dĩ nhiên lại biến thành một đám an võ thánh khác huyễn trận tuy rằng không tinh thông về trận pháp nhưng an võ thánh dùng lại có thể dùng kinh nghiệm của bản thân mà đoán được phần nào ngay lập tức hắn liền thủ bị tâm thần chặt chẽ tránh không để ảo giác mê hoặc nhưng mà những an võ thánh cả rốt kia lại hướng hắn nện xuống. Mí mắt an võ thánh híp thành đường, ánh mắt sắc bén từ trong bắn ra, hắn không có lập tức liều chết sông lên, trái lại còn thu liếm thổ pháp tắc lại, mặc kệ cho mấy củ cà rốt kia nện lên người. Dầm dầm rầm bang bang, thanh âm giòn tan vang lên như đếm số, an võ thánh bị từng cái từng cái công kích một, cảm giác được đau nhức, an võ thánh miệng quát lên. Rốt cuộc trận này là trận gì? Đám cà rốt này vậy mà lại sở hữu ba thành thực lực của bản võ thánh sau khi quát lên như vậy thổ pháp tắc của hắn lại kéo về phía trước hắn lại tiếp lời không cần biết đám cà rốt này là thứ gì có thể hay không tiếp được thổ pháp tắc của bản võ thánh lĩnh ngộ sở nam trong trận quan sát không khỏi thở dài tiếc nuối nói nếu có trận hồn đám cà rốt này thì triển ra không phải chỉ có ba thành thực lực của người này như vậy mà ít nhất là tám phần hơn nữa có trận hồn thổ pháp tắc của người này cũng không nhất định là không mô phỏng ra được Sinh tử băng hỏa trận có thể đem vạn trận lão tổ vây khốn thì huống chi là ngươi Bất quá, người muốn thoát khỏi trận này này cũng không phải dễ dàng như vậy Quay trở lại An Võ Thánh bên này, như hắn dự liệu Cà rốt không phải là thứ có thể sánh được với pháp tắc mà hắn sở hữu Dưới thổ pháp tắc bảo hộ, vô biên vô tận cà rốt ngược lại bị đánh rơi đầy đất An Võ Thánh lúc này mới thở ra một hơi Nhưng miệng vừa mới mở ra được một nửa thì hai khỏa đồng tử của hắn lại mạnh mẽ co rụt lại hắn cảm giác được xung quanh bản thân đột nhiên xuất hiện tử khí nồng đậm, lập tức không chút do so dự môi hơi xuất ra thổ pháp tắc lan tràn khắp nơi, là hắn muốn dùng thổ pháp tắc bao trùm lấy tử khí. Chỉ một lát sau, tử khí đã được an võ thánh bao trùm không sai biệt lắm, mắt lại thấy, đám cà rốt hắn vừa mới đánh rất đầy đất kia đột nhiên lại từ mặt đất đứng dậy, thậm chí còn phá mở thổ pháp tắc của hắn. An võ thánh chấn kinh không nói nên lời, đám cà rốt phá vỡ thổ pháp tắc này của hắn, mỗi một căn đều mang theo tử khí nồng đậm tới cực điểm, An Võ Thánh ngang nhiên xuất thủ, ngàn vạn pháp tắc chi kiếm dù đã hư không, đem những củ cà rốt kia chém thành bột phấn. Mặc dù đám cà rốt này hoàn toàn không đáng để An Võ Thánh xuất thủ như vậy, nhưng mà An Võ Thánh cảm thấy tâm thần bất an với việc đám cà rốt này phá khai được pháp tắc của hắn. Cao nhân như vậy ở đâu chui ra đây, thế nào mà trước kia ta chưa từng nghe qua. An Võ Thánh nhớ lại, đồng tử lại co rụt lần nữa. Bởi vì hắn thấy những củ cà rốt bị chém thành bột phấn kia dĩ nhiên lại hội tụ lại. Sau đó tổ hợp lại một củ cà rốt như lúc đầu, mà đám cà rốt sau tổ hợp này cùng với trước kia không giống nhau, đám cà rốt này trên người vậy mà lại có một tầng khải giáp bằng hàn băng. Mà trong mắt An Võ Thánh, những khải giáp bằng băng kia lại chính là thủy pháp tác cấu thành. An Võ Thánh bắt đầu bất an rồi, về phần 17 tên võ tôn kia tình cảnh càng thêm gian nan. Bọn hắn gặp đủ loại hình tấn công của cà rốt, có cà rốt do hỏa diễm biến thành, có từ nước biến ra, còn có bùn đất, cự mộc sở nam tạm thời không hạ sát thủ với bọn hắn mà chỉ dày vò bọn hắn. Hắn cũng tịnh không có tự mình đi ma luyện một hai, mục đích của hắn chính là muốn thu phục những người này, mà chính yếu nhất chính là an võ thánh. Chỉ cần đem vị võ thánh này thu phục, còn không phải muốn ma luyện như thế nào cũng được sao. chương 1136, điều này chính là ta ban cho ngươi, lại nói, sở nam duy trì trận pháp như vậy cũng tương đương với việc ma luyện. Bởi vì hết thảy năng lượng cung cấp cho trận pháp này đều là do hắn cung cấp. An Võ Thánh cùng 17 kẻ kia tấn công mạnh mẽ, áp lực Sở Nam thừa nhận theo đó càng lúc càng lớn, ngũ hành nguyên dịch trong đan điền cũng điên cuồng phun ra. Hết thảy việc này đám người An Võ Thánh không biết nhưng tiểu Nê Thu lại rất rõ ràng, trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ. Một người dùng năng lượng tự thân duy trì trận pháp lợi hại như thế cần có năng lượng hoàn toàn phải con số trên trời mà tính, thế nhưng mà trong thân thể đại nhân có được lượng năng lượng khủng bố như vậy sao? Nghĩ vậy, nó không tự chủ được mà vận chuyển càng thêm nhanh, dựa theo lời Sở Nam nói, phóng ra đại lượng thủy pháp tác. Bởi vì Sở Nam có mục đích như vậy cho nên ánh mắt của hắn vẫn một mực tỏa định trên người An Võ Thánh. Vài trăm củ cà rốt cự đại vây tới, tác dụng của pháp tác chi kiếm của An Võ Thánh đã dần bị hạn chế lại, mặc dù là thổ khắc thủy nhưng muốn bài trừ lớp khải giáp của đám cà rốt kia lại khiến hắn tiêu hao gần 2-3 phần ngàn năng lượng hai ba phần ngàn này thoạt nghe có vẻ ít tới đáng thương nhưng mà đám cà rốt này cũng không phải cứ chảm diệt một lần là xong, cho dù chém thành phấn vụn nhưng chúng vẫn có thể ngưng tụ tổ hợp lại như cũ, có thể nói là thao thao bất tuyệt. Trước vô cùng vô tận cà rốt như vậy, hai ba phần ngàn năng lượng đã là trọng yếu phi thường cự đại rồi. Việc này, An Võ Thánh đều minh bạch nhưng hắn lại không có thủ đoạn phá trận nào khác, chỉ có thể kiệt lực chảm sát từng củ cà rốt một. Cứ như vậy, thời gian dần dần trôi qua, thổ pháp tác bao phủ ngoài thân an võ thánh càng lúc càng nhỏ lại, pháp tác chi kiếm trong tay càng lúc càng nhỏ, hào quang càng lúc càng nhạt. Mắt nhìn vô tận cà rốt phía trước, một cỗ tuyệt vọng tự nhiên sinh ra trong lòng hắn. Lúc này, cà rốt không có tiến sát tới hắn nữa mà dừng lại ở hai bên, tạo thành một con đường. Ngay lập tức, thân ảnh sở nam chợt xuất hiện trên con đường này, dưới năng lượng kinh thiên rút ra, sắc mặt hắn theo đó mà trở nên tái nhợt, nhưng mà bước chân của hắn lại rất trầm ổn hữu lực. Hắn nói, bây giờ, người có nguyện cung phụng ta bây giờ người có nguyện ý cung phụng ta thanh âm lạnh lùng của sở nam truyền đến an võ thánh thở gấp mặc dù đã tới nước này hắn cũng không tin đường đường võ thánh như hắn không chỉ lật thuyền trong rãnh mà còn trong tay người này an võ thánh rất rõ ràng nếu như hắn nói không cái đợi hắn kia chính là xoẹt một tiếng đầu rơi máu chảy băng một tiếng thân tử hồn diệt nhưng mà hắn làm sao có thể cúi đầu khom lưng trùng gối hắn không thể nào vượt qua được hèn mọn mà sống hay là chết đi một cách tráng liệt, an võ thánh không chỉ có một ít do dự, bởi vì hai cái này hắn không thể tuyển chọn, hắn không muốn chết đi, hắn còn rất nhiều việc phải làm, còn muốn đột phá võ thánh chi cảnh. Hắn muốn sống, nhưng mà hắn không thể sống một cách hèn mọn. Chứng kiến sở nam muốn thu phục hắn như vậy, tâm hắn liền định kế, hắn nhìn sở nam trọng trọng, thở dài sâu kín mà nói. Ngươi có thể cho ta cái gì, chính dương hoàng đế có thể cho ngươi cái gì, ta cũng có thể cho ngươi. An Võ Thánh lắc lắc đầu, nói, cho dù ngươi nói như vậy, nhưng ngươi không thể cho ta được. Thứ kia chỉ có trên tay chính Dương Hoàng đế mà ta không có. Ngược lại, hẳn là có ở trên tay hắn. Vậy là được rồi, Sở Nam nói như thế, An Võ Thánh liền minh bạch ý nghĩ của Sở Nam. Hắn lại nói, trừ chuyện đó ra, ngươi còn có thể cho ta cái gì? Còn có thể cho ngươi cái gì? Sở Nam nở một nụ cười, một tay vẫy ra, người củ cà rốt có thủy pháp tắc phòng ngược. Bên trong ẩn chứa tử khí nồng đậm với gần năm thành thực lực an võ thánh vây tới. An võ thánh phải đối diện với một trận cuồng oanh mãnh tạp đập hoàn toàn là nhắm gương mặt hắn mà nện xuống. Thoáng cái, an võ thánh bị nện cho hôn mê rồi, là hắn không kịp phản ứng, rõ ràng là Sở Nam tới thu phục hắn, sao giờ lại hướng hắn hạ sát thủ như thế này đây? Cái này chính là ta cho ngươi đấy, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi, chính Dương hoàng đế cũng không dám đối với ta như vậy. Chính Dương hoàng đế là kẻ đã chết. An Võ Thánh sững sờ, trong đầu hắn, hắn vẫn nghĩ mình tranh thủ thêm vài phần lợi ích, dù sao hắn cũng là Võ Thánh, cũng không phải là cỏ rác bên đường. Cho nên, An Võ Thánh lớn tiếng quát, ngươi làm như vậy, bản Võ Thánh có chết cũng sẽ không khuất phục. Bản Võ Thánh, ngươi còn tưởng ngươi là Võ Thánh là rất giỏi rồi sao? Nếu ngươi đã không muốn khuất phục, vậy thì đi chết đi. Sở Nam nói xong liền dứt khoát quay người rời đi, An Võ Thánh đại luống cuống, lại nhớ tới một bên còn có tiểu nê thu liền tỉnh ngộ ra, Bản thân hắn trong mắt người ta cũng không phải là cái gì không thể thiếu. Cùng lúc đó, một cỗ tử khí đã tiến vào trong thân thể hắn, hủ thực ăn mòn lấy thân thể hắn. Nếu là lúc trước, chỗ tử khí này căn bản không tạo ra cho hắn tổn thương gì, nhưng mà lúc này lại khiến cho hắn bước thêm một bước về phía tử vong. Thân ảnh Sở Nam đi càng lúc càng xa, lúc này, An Võ Thánh không thể không bỏ qua thể diện của bản thân, vì khát vọng sinh tồn, hết thảy tư tưởng khác đều phải dẹp sang một bên, bởi vậy An Võ Thánh liền hô lớn: ta thần phục, ta thần phục, điều ta muốn, không phải ngươi thần phục, mà là nô bộc. chương 1137, còn không động thủ, thanh âm không chỉ băng hàn vô cùng mà còn như được quán thâu một cỗ tử khí lẫm nhiên, tôn nghiêm an võ thánh một lần nữa hiện lên, nhưng vừa mới dâng lên trong lòng thì trước mắt hắn lại là hơn 10 củ cà rốt ầm ầm nổ tung. Uy năng cuồng bạo thẳng đem thân thể hắn lật tung trên không mà hung hăng ngã vật ra mặt đất. An võ thánh kinh hoàng rồi, vì khát vọng sinh tồn, trực tiếp đem tôn nghiêm của hắn như bong bóng bị kim châm nổ tung không còn bóng dáng lúc này an võ thánh rất không tình nguyện mà nói ra ta nguyện ý nghe không thấy sở nam ngắn ngủi ba chữ an võ thánh xứng sở nhưng cũng chỉ phải lớn tiếng hơn hô lên ta nguyện ý nghe không thấy ta nguyện ý lại một cỗ tử khí nhập thể an võ thánh rốt cuộc phải dốc sức liều mạng mà giống lên nguyện ý cái gì sở nam rốt cuộc dừng bước chân lại an võ thánh thấy vậy tổng nội tâm liền nới lỏng vài phần, nói. Nguyện ý cung phụng ngươi làm chủ, An Võ Thánh thấy sở nam một mực không có cùng hắn ký kết huyết thệ thần phục gì đó, ngay lúc trong nội tâm đang kinh ngạc thì sở nam lại lạnh lùng phun ra một câu. Giao ra một giọt tinh huyết, tinh huyết, An Võ Thánh nghi vấn hỏi, mấy chục củ cà rốt lại sấn đến, An Võ Thánh không dám do dự nữa mà vội vã giao ra một giọt tinh huyết. Sở Nam thu lấy nó rồi trực tiếp luyện hóa tại chỗ, An Võ Thánh há hốc mồm, ngốc nguyên tại chỗ. Ta thật sự, thật sự trở thành nô bộc của hắn rồi. Sở Nam không ngó ngàng tới hắn mà xoay người rời đi đối phó với 17 tên võ tôn kia, an võ thánh đã an phận rồi thì huống chi 17 tên võ tôn kia. Không tiêu hao bao nhiêu thời gian, 17 tên võ tôn chỉ có một gã mắt không chồng bị chảm sát đương trường, số người còn lại đều quy hàng, đồng dạng bị sở Nam dùng sinh tử quyết khống chế. Đám người an võ thánh đầu hàng, không phải là thiên tướng quốc, duy chỉ có một người sở Nam. Sau đó, sở Nam thu hồi pháp trận lại, Hỏi An Võ Thánh, thứ ngươi cần kia là cái gì? Có tác dụng gì? Là một kiện pháp bảo, là một kiện pháp bảo cấp bậc thánh khí, kiện pháp bảo này đối với người khác mà nói, tác dụng không quá lớn nhưng mà đối với ta mà nói lại là có chỗ đại diệu dụng. Ta có thể có được kiện pháp bảo này sẽ tìm ra được những nơi có không gian liệt phùng, tìm ra được điểm liệt phùng trên tòa hải không bình hoặc là một điểm yếu nhược trên tòa hải không bình là ta liền có thể tiến vào một phía khác của thiên võ đại lục sinh tử của An Võ Thánh đã bị người ta khống chế, tự nhiên không dám ra vẻ mà phi thường thành thực nói ra. Phía khác của thiên võ đại lục, con người sở nam chấp động tinh quang, nội tâm không kìm được mà thầm nghĩ. Một phía khác, có thể hay không là quê hương của ta. Lập tức đối với An Võ Thánh nói, kiện pháp bảo này, ta sẽ giúp người đoạt vào tay, thứ tỏa hải không bình ngươi nói kia là thứ gì. Tỏa hải không bình là địa phương trên đại dương bao la cách đây chừng 90. Không 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 cây em, là một chỗ có không gian bình chướng, mà chỗ này cũng không phải chỉ có không gian bình chướng mà còn tồn tại rất nhiều thứ kỳ quái. Ta đã tra xét rất nhiều điển tịch, cũng không có tra ra nguồn gốc cụ thể của tòa hải không bình này. Hàng lông mày sở nam nhíu chặt lại, hỏi, trên tay người có hay không có rất nhiều địa đồ? Đúng vậy, An Võ Thánh đáp lại, sau liền dâng tất cả lên cho sở nam. Sở nam sau một phen xem xét, vẫn không có phát hiện ra tung tích của đại khánh gì đó cả. Một lúc sau, sở nam lại hỏi An Võ Thánh, đáp án của An Võ Thánh vẫn là hai chữ không biết. Bất quá, An Võ Thánh đoán chừng, khả năng địa phương đó ở một trong phía khác của Thiên Võ Đại Lục. Sở Nam từ chối cho ý kiến, hắn biết rõ suy nghĩ của An Võ Thánh là gì nhưng hắn cũng không có tính toán gì mà vẫn tiếp tục đi thu thập địa đồ, dù sao đó cũng là một hy vọng. Sau đó, Sở Nam liền dẫn 17 tên nô bộc mới thu này bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới chính Dương Quốc. Cũng vào lúc này, Tương Hân liền đem tàn sát lệnh cùng phần thưởng công bố ra ngoài. Quả nhiên không ngoài dữ liệu, tất cả mọi người đều nở nụ cười, cười tương hân cuồng vọng ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình. Chỉ là một cái thiên tướng quốc nho nhỏ mà lại dám tự cao tự đại. Ngay lúc chính Dương Hoàng đế nhận được tin tức này cũng cuồng tiếu một trận. Ba tháng, muốn trong vòng ba tháng xóa đi chính Dương quốc của chấm, chỉ là tâm si vọng tưởng. Không thể tưởng được, đầu của chấm lại có giá một nghìn vạn, thú vị. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền cười không nổi. Lão tổ, người thấy thế nào? Cái gì? phong thưởng lệnh thiên tương quốc, giết người trong cửu tộc của chính dương hoàng đế, phần thưởng thập phần phong phú, giết một người trong cửu tộc có thể đạt được 5 vạn thượng phẩm nguyên thạch, nếu có thể giết chính dương hoàng đế chính là 1.000 vạn khối thượng phẩm nguyên thạch. Nghe nói, thiên tướng quốc chỉ mới quật khởi, nhưng cũng rất nhanh sẽ tiến tới diệt quốc rồi vậy mà còn làm ra một cái phong thưởng lệnh như vậy. Không nói tới cái khác, cho dù thiên tướng quốc bây giờ có thể đưa ra được thù lao cao như vậy sao? Lão Tổ xem thường nói, người người trong quán rượu liền phụ họa theo, như ngày lúc này có một người tiến vào, giọng đầy chấn kinh mà hô lên. Quá khủng khiếp rồi, quá khủng khiếp rồi, tin tức cấp đại kinh thiên. Tin tức cái gì quá khủng khiếp hả? Tất cả tướng lãnh của 10 lộ đại quân chính dương quốc phái ra san bằng thiên tướng quốc tất cả đều bị giết, thi thể toàn bộ dán tại trên. Cửu dương thành, không có khả năng, ngay lập tức có mấy người vỗ bàn đứng lên phẫn nộ mà quát, người này lại nghiêng sang liếc qua, nói. Người không tin vậy thì chính mình tới cửu dương thành mà xem, Đến cùng có phải là sự thật hay không? Ngắn ngủn 7 ngày thời gian, là ai làm? Nghe nói cái tên cao nhân Thiên Tướng quốc kia đang dẫn 16 võ tôn lao thẳng vào 10 lộ đại quân quân doanh. 16 tên võ tôn chính Dương quốc, vậy mà lại phản sát tướng lãnh của chính Dương quốc, chuyện này tất cả mọi người đều chấn kinh. Lúc này, vị được gọi là lão tổ kia đột nhiên nói: "Vậy hắn bây giờ đang ở đâu? Nghe nói là đi hoàng cung chính Dương quốc rồi." Đầu hàng không chỉ có 16 tên võ tôn mà còn có tên võ thánh của chính Dương Quốc kia nữa. Lời này vừa ra lập tức thanh âm bang bang ba ba vang lên là bọn hắn chấn kinh tới độ bó nát chén rượu trong tay, nện hỏng bàn rượu. Theo đó, bên trong quán rượu là một mảnh yên lặng chết chóc. Tính mịch trọn vẹn 3 phút sau thì đột nhiên có người lên tiếng quát. Mọi người, cơ hội phát tài đã đến. Quát xong, người này liền phóng ra ngoài, ngay lập tức những người còn lại mới có phản ứng, rượu này cũng không uống được nữa mà tiền cũng không thèm trả mà xoay người chạy như điên rời đi, ngay cả thân hình lão bản trong quán rượu cũng lóe lên, chạy như điên ra ngoài. Một màn như vậy, trong các quán rượu, quán cơm, khách sạn, đang phô diễn ra, vô số người điên cuồng nhắm cửu tộc hoàng gia chính dương quốc phóng tới. Ngay lúc này, chính dương hoàng đế đã nhận được tin tức tới tay, co quắp trên long sàng, trong miệng không ngừng thều thào. Vì cái gì, rốt cuộc là vì cái gì, bọn hắn vì cái gì mà phản bội chấm. Vì cái gì ngay cả An Võ Thánh cũng bỏ chấm mà đi. Chấm vì tấn thăng lên thượng quốc mà phấn đấu như vậy, trăm cây ngàn đắng như vậy, sắp thành lại bại sao. Thiên tướng quốc rõ ràng khởi tử hồi sinh, không có khả năng. Chấm còn có hơn trăm vạn quân đội, chấm vẫn còn không có bại. Chính Dương Hoàng đế đứng phát dậy, đang muốn ban hạ ngự lệnh thì lại có người tiến vào bẩm báo. Bệ hạ, không tốt rồi. Nói, thập nhị hoàng tử đã bị người ta chém đầu. Chính Dương Hoàng đế nghe xong liền cuồng nộ. Thập nhị hoàng tử là một trong những nhi tử hắn thưởng thức nhất, ngay lập tức hắn liền quát lên. Là ai làm, cha ra cho chấm, chu di cử tộc, người này còn chưa kịp lĩnh mệnh rời đi thì lại có một người khác tiến vào. Bệ hạ, cửu hoàng tôn gặp chuyện, lông mày chính dương hoàng đế động nộ thì ngoài cửa lại tiến vào một người khác, lại tiếp nói mà nói ra. Bệ hạ, tam hoàng tử đã bị người bắt đi, bệ hạ, cả nhà thất vương gia đã gặp chuyện, bệ hạ, tam quý phi bị người ta bắt đi rồi trước cảnh từng thân nhân của hắn không bị bắt đi thì cũng bị giết chết đi vậy cho dù kẻ đạm bạc đối với thân tình như chính dương hoàng đế cũng cảm giác được một cỗ sợ hãi hắn không ngờ tàn sát lệnh của chính mình chưa có tác dụng thì đã bị người khác tàn sát ngược rồi bệ hạ lại một người tiến vào chính dương hoàng đế gắng trụ thân thể lại lạnh thanh mà hỏi là ai bị giết không phải bọn hắn đã đến an võ thánh cùng những võ tôn kia đang hướng hoàng cung đánh tới phanh chính dương hoàng đế cách không xuất quyền quát bọn hắn còn dám trở về, khởi động hộ cung đại trận cho chấm. Chấm muốn đem tất cả bọn hắn chảm sát, để bọn hắn minh bạch, phản bội chấm chỉ có một đường chết. Bệ hạ, hộ cung đại trận đã khởi động rồi, nhưng mà đã bị người ta phá rồi. Cái gì, chính dương hoàng đế kinh hoàng, vội vàng hạ lệnh, gọi tất cả võ tôn có mặt trong hoàng cung đến đây, hộ giá. Nói xong, chính dương hoàng đế muốn xoay người bỏ trốn, đúng lúc này một tiếng oanh chợt vang lên. Môn hộ vốn dùng huyền thiết chế thành vậy mà bị đánh văng đi, rơi thẳng xuống phía trước đường của Chính Dương Hoàng đế. Vì cái gì muốn chạy trốn? Thanh âm Sở Nam chấn vang trong đại điện, Chính Dương Hoàng đế sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ đến người này vậy mà lại tới đây nhanh như vậy. Lúc này, Trương Hồng đã đi tới bên cạnh Chính Dương Hoàng đế, nàng nói: "Bệ hạ, Trương Hồng sẽ liều mình bảo vệ bệ hạ." "Tốt, tốt, tốt." Chính Dương Hoàng đế chuyển thân tới gần nàng, nhìn chòng chọc 18 người trước mắt mà nói: cái gì là trung thần, lúc này mới là trung thần, các ngươi muốn cái gì chấm đã đều có thể cho các ngươi, mặc dù không có chấm cũng vì các ngươi mà phát động chiến tranh, đoạt lấy những thứ các ngươi muốn, kết quả là đây chính hồi báo của các ngươi. 16 tên võ tôn sắc mặt có chút hổ thẹn, nhưng chớp mắt một cái liền biến mất không thấy. Chính Dương hoàng đế nhìn tròng trọc An Võ Thánh, căng áp chế lửa giận xuống mà lạnh lùng nói. An Võ Thánh, chấm nghĩ mãi không ra, vì cái gì mà ngươi phản bội chấm An Võ Thánh mặt không biểu tình, hắn bây giờ đã không còn là võ thánh gì nữa cả rồi, giờ hắn chỉ là nô bộc của người ta mà thôi. Chính Dương Hoàng đế lại quát: "An Võ Thánh, chẳng lẽ ngươi không muốn kiện pháp bảo kia rồi hả?" Hận thù chính Dương Hoàng đế đối với Sở Nam quả thực cuồn cuộn như nước sông, tình cảnh sớm nở tối tàn của hắn lúc này hoàn toàn là công lao của người trước mắt. Sở Nam nhìn vị hoàng đế đã cưới được 107 vị phi tử này nhàn nhạt, nhạt mà nói: "Còn không xuất thủ, còn không xuất thủ." Chính Dương Hoàng đế cảm thấy lời này quả thực khó hiểu, phải biết là Sở Nam đang nói với hắn. Ngay tại lúc hắn kinh nghi như vậy, đột nhiên cánh tay truyền tới một cỗ đau đớn cực điểm. Hắn quay đầu nhìn lại, lại thấy cánh tay đang cầm một kiện pháp bảo dạng la bàn bị người ta xé khỏi thân hình, mà pháp bảo lại rơi vào trong tay của kẻ đó. "Trương Hồng, ngươi!" Chính Dương Hoàng đế nộ hỏa hừng hực, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra người hắn vừa coi là tín nhiệm nhất vậy mà lại đâm sau lưng hắn một đao còn đám người an võ thánh cũng không khỏi sửng sốt một cái. hóa ra chủ nhân đã sớm an bài tất cả. trương hồng một tay cầm kiếm đâm về phía ngược chính dương hoàng đế, chính dương hoàng đế như nhớ tới cái gì đó mà hét lớn. các ngươi không thể giết chấm, giết chấm, các ngươi chính là đại nạn lâm đầu minh hoa thượng quốc. vừa mới nói tới đây thì kiếm của trương hồng đã đâm vào pháp bảo phòng ngự trên người hắn, đúng là nửa điểm tác dụng cũng không có. một cỗ máu tươi lập tức tung vé lên, sau đó thân thể của hắn liền ngã ra mặt đất. Sở Nam nhíu chặt lông mày, thầm nhủ. Minh Hoa Thượng Quốc, thần lai thác không phải ở trong cảnh nội Minh Hoa Thượng Quốc sao? chương 1138, thiếu chút tiền, trong một thời gian ngắn, chính dương quốc tại Nam Xuyên Châu Diệt Phong liền giấy lên một cơn chấn động. Tại Nam Xuyên Châu này, một vương quốc Diệt Phong căn bản không tạo ra chấn động như vậy, dù sao chuyện này ở Nam Xuyên Châu cũng không phải là việc gì hiếm hoi. Nhưng mà, chính dương quốc là một trong những vương quốc tại một năm sau sẽ tham gia tấn quốc bị tái, hơn nữa chính dương quốc diệt phong lại diễn ra quá nhanh. Nếu như chuyện này là do một thượng quốc ra tay thì không có cái gì, nhưng mà hết lần này đến lần khác, tiêu diệt chính dương quốc lại chính là một vương quốc, mà vương quốc này nguyên bản đã diệt phong trước đó. Mặt khác, quá trình chính dương quốc diệt phong cũng quỷ dị tới cực điểm, lực lượng chủ chốt đều quy hàng thủ phạm, ngay cả Võ Thánh cũng là một trong số những người đó. Chính dương quốc tiêu diệt hơn 10 vương quốc khác. Hơn nữa địa bàn trước kia của chính Dương quốc có thể nói là khổng lồ nhưng mà hoàng tộc chính Dương quốc vậy mà lại tao ngộ vô cùng vô tận tàn sát, bất luận là ở nơi nào, bọn hắn đều gặp phải địch nhân. Ngay lúc chính Dương quốc diệt vong, những vương quốc bị chính Dương quốc kia tiêu diệt tự nhiên muốn nhân cơ hội phục quốc, còn những vương quốc tiếp giáp lại càng muốn thừa cơ trục lợi, chiếm đại tiện nghi. Nhưng ngay lúc bọn hắn vừa muốn động thủ thì thiên tướng quốc lại ban bố một đạo mệnh lệnh. Ai dám nhúng chàm một tấc đất thiên tướng quốc, là gia gia vong, là tộc tộc diệt, là quốc quốc phá. Nếu là lúc trước chắc hẳn sẽ không có ai đi để ý tới đạo mệnh lệnh này, nhưng mà bây giờ, với ví dụ của chính Dương hoàng đế trước mắt, những vương quốc kia nào dám có ý đồ động thủ. Dám động, kết cục chính là giống như chính Dương quốc vậy. Đương nhiên, vương quốc không dám động nhưng thượng quốc chưa hẳn là đã đem thiên tướng quốc vào mắt rồi. Địch thủ của Minh Hoa thượng quốc, Phong Dương thượng quốc liên tục xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay lại là đại thủ bút hơn 800 vạn đại quân từ tám mặt áp sát tới, đúng là muốn đem địa bàn trước kia của chính dương quốc nuốt chừng. Thiên tướng quốc là cái gì? Muốn người cũng không có, muốn tiền cũng không, muốn thực lực lại càng không có thực lực, coi như an võ thánh, hơn nữa còn kẻ thu phục được an võ thánh kia bất quá cũng chỉ là tương đương với hai tên võ thánh mà thôi, hai tên võ thánh có thể thành cái gì đại sự. Nội tình thượng quốc không phải vương quốc nho nhỏ bọn hắn có thể lý giải được. Quốc chủ phong dương thượng quốc nói ra như vậy, ngoài ra còn giặt dò một câu. Lần hành động này, nhất định phải thật nhanh, khiến Minh Hoa Thượng Quốc không kịp phản ứng. Minh Hoa Thượng Quốc, trong một thư phòng, một trung niên nhân một thân y phục màu tím, cả người tán xuất ra uy nghiêm vô cùng cùng bá khí cuồng mãnh nện mạnh lên bàn một quyền, mà cái bàn lờ mờ phát ra ánh sáng lấp lánh, trong mười phần không tầm thường vậy mà bọn đánh thành hư không. Thiên tướng quốc đáng chết, vậy mà dám hủy đi kế hoạch của chấm, chính dương quốc cũng đáng chết, vậy mà một điểm phản kháng cũng không nổi, khiến chấm phái cứu binh đi cũng không tới kịp, Người này, đúng là minh hoa thượng quốc quốc chủ, thiên tướng quốc phát sinh biến hóa, đều là do kẻ thần bí kia mang lại, người này nhất định không thể bỏ qua, nếu không, kế hoạch của chấm còn có khả năng bị ảnh hưởng. Minh hoa thượng quốc quốc chủ rất quả quyết, ngay lập tức muốn diệt trừ sở nam, nhưng sau đó lại tự nhủ. Phong dương thượng quốc thực muốn chết, dám thò tay vào địa bàn của chấm. Chấm muốn người có đến mà không có về, sau đó, tranh đoạt địa bàn chính dương quốc từ đó lại có thêm một phe gia nhập, không phải là Phong Dương Thượng Quốc mà lại là một phe mượn danh nghĩa Chính Dương Vương quốc. Ngũ Động Thành hiện đã là thủ đô của Thiên tướng quốc. Thiên tướng quốc tuy rằng tiêu diệt được Chính Dương quốc nhưng lại không có nô dịch dân chúng mà ngược lại còn giúp đỡ dân chúng tiêu diệt không ít tham quan, lại còn giảm thuế. Ngoài ra còn ban bố một số chính sách han dân, cho nên con dân Chính Dương quốc đối với Thiên tướng quốc cũng không có ghét bỏ gì mà ngược lại vì nhận được lợi ích thiết thực mà còn rất tán đồng Thiên tướng quốc. Cho nên Ngũ Động Thành bây giờ rất là phồn vinh ngũ động thành thành phủ chủ tương hân đang nói đại nhân phong dương thượng quốc khí thế hung ác đánh tới minh hoa thượng quốc chắc chắn sẽ ra tay chúng ta không bằng tọa sơn hổ đấu chờ bọn chúng lưỡng bại câu thương chúng lại ra tay sở nam lắc lắc đầu đại nhân cái kia ngươi đã quên mất mệnh lệnh thông cáo thiên hạ sao tương hân hai mắt sáng ngời nghĩ đến câu là quốc quốc phá mà toàn bộ thần sắc lo âu liền biến mất tương hân nói đại nhân đây chính là phong dương thượng quốc không thể dùng chính dương vương quốc so sánh được lệnh ra là phải làm, nếu không chỉ có thể làm trò cười cho thiên hạ. Thiên tướng quốc bây giờ hoàn toàn không có căn cơ gì, như một cây không dễ, chỉ cần thiên tướng quốc ngừng bước, ngày đó chính là ngày thiên tướng quốc gục ngã hoàn toàn. Cho nên, thiên tướng quốc chỉ có thể tiến về phía trước, dốc sức liều mạng tiến về phía trước. Nhưng mà đại nhân, phong dương thượng quốc không phải là vương quốc mới tấn thăng làm thượng quốc, đây là một trong những thượng quốc lâu đời, có truyền thừa kéo dài suốt hơn 6.000 năm, võ thánh trong tay bọn hắn tuyệt đối không chỉ có một hai người phía trên gương mặt có phần non nớt của tương hân vậy mà lại hiện ra không ít nét lo lắng sở nam thấy vậy liền lộ ra một nụ cười an ủi hắn nói trước kia ta không nhúng tay vào cũng là sự đã rồi nhưng hôm nay đã đến nước này rồi vậy thì cứ bước tiếp đi lại nói thiên tướng quốc bách phế đãi hưng trăm sự cần phải chấn hưng trăm thứ cần tiền mà tài phú chính dương quốc không sai biệt lắm đã đều dùng để mua đầu bọn hắn rồi vừa vặn một con dê béo tích lũy hơn 6.000 năm, chắc hẳn tài phú phong dương thượng quốc nhất định không ít a. À. chương 1139, Minh Tu Sạn Đạo, Ám Độ Trần Thương, Tương Hân kinh ngạc vô cùng, mà ngươi, chỉ cần an tâm tu luyện, chuẩn bị tốt thượng quốc trả thù là được. Đang nói sở nam lại trợn mắt lên, nói, ngươi phân phó xuống, đem những thứ ta cần dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến đây. Vâng, đại nhân, Tương Hân lập tức đi xuống dưới chuẩn bị, còn sở nam lại tiếp tục đắm chìm vào trong nghiên cứu truyền tống trận. Tốc độ quả nhiên đủ nhanh, chỉ dùng 3 ngày thời gian tương hân liền đem hết thảy mọi thứ sở nam cần đều chuẩn bị tốt. Sở nam ngay lập tức liền mang theo an võ thánh, đi cùng còn có 10 tên võ tôn đại viên mãn. Vuốt ve tiểu hắc, dẫn tiểu nê thu, sở nam hướng về phía hoàng cung phong dương thượng quốc mà đi. Nghe được kế hoạch của sở nam như vậy, thập đại võ tôn cùng an võ thánh không khỏi bất an một trận. Nhưng mà, sinh tử bọn hắn trong tay sở nam, ai cũng không dám lên tiếng phản đối an võ thánh hỏi chủ nhân chúng ta thực sự sẽ đi phong dương thượng quốc ngươi thấy ta giống như nói giỡn sao nhưng mà không có cái gì là không thể không nhưng nhị gì hết đến lúc đó nghe mệnh lệnh của ta là được sở nam kiên quyết cắt lời hắn sau lại chuyển đề tài hỏi an võ thánh kiện pháp bảo kia ngươi tế luyện ra sao rồi còn chưa nắm giữ được toàn bộ ra sức thêm đi đợi đến khi tấn quốc bị tái kết thúc chúng ta liền đi xem tòa hải không bình Vâng, chủ nhân, kế tiếp đó là một nắng hai sương gấp rút lên đường, thời điểm ban đêm có thể nhìn thấy sao sở nam lại đi quan khán tinh tú ứng với thú bị tàn trận. Sở nam đã quan khán tới vị trí thứ 13 liền chậm rãi thích ứng, sở nam phát hiện, kể từ lần trước phục dụng phong ma đan bố trí ra vị trí thứ 13 xong, hắn thối luyện 13 khỏa tinh tú liền dễ dàng đi không ít. Nếu có trợ giúp thối luyện tinh thần uy năng như vậy, chuyện phục dụng nhiều phong ma đan cũng là có thể thực hiện được. Trong chữ vật giới chỉ của hắn lúc này còn có lượng lớn linh dược luyện chế ra phong ma đan, đây đều là thứ lấy được trong động phủ tại đồ đằng đại lục kia. Thời gian nhanh chóng qua đi, một đoàn người sở nam cách hoàng cung phong dương thượng quốc càng lúc càng gần, không biết sở nam có ý đồ gì, đám người an võ thánh trên mặt đều hiện lên vẻ âm trầm càng lúc càng đậm, gần như chuyển thành màu đen. Một đêm nào đó, đoàn người sở nam đã hạ xuống phụ cận thủ đô phong dương thượng quốc, phong dương thành. Chủ nhân, chúng ta giết vào nơi này sao? một gã tên là hậu quang vũ phó tôn đại viên mãn cố lấy dũng khí hỏi sở nam quay đầu nhìn kẻ vì suy đoán mà sợ tới choáng váng này cười nói tốt ngươi giết vào trước chúng ta tại chỗ này chờ ngươi hậu quang vũ vẻ mặt tràn đầy vẻ ngượng ngùng hắn nói chủ nhân ta chỉ hỏi thôi chỉ hỏi vậy ngươi cảm thấy ta nói giỡn đúng không chủ nhân người nói thật hậu quang vũ giờ phút này đã hối hận muốn chết rồi tại sao phải nhiều lời chi a à? kết quả là tự mình kiếm cho mình đại phiền phức như vậy, hậu quang vũ vọng trộm hướng sở nam nhìn lại, sở nam nhàn nhạt nói. Nếu đã như vậy, người đi đi, vừa mới còn hối hận vạn phần, hậu quang vũ nghe được lời này lập tức bằng tốc độ nhanh nhất hướng phong dương thành vò tới. Còn những võ tôn khác thấy cảnh này trong tâm đều ăn mừng không thôi. May mắn vừa rồi ta không có nhiều lời, bằng không. Đám võ tôn đang tự ăn mừng liền thấy sở nam quay người nhìn chồng chọc bọn hắn, sở nam nói các ngươi cũng không cần đứng chỗ này đùa dẫn nữa, cùng một chỗ xông vào đi a. À. Chủ nhân, chín tên võ tôn ngạc nhiên một trận, bọn hắn nguyên bản tưởng rằng chủ nhân bọn hắn có lòng tin như vậy chắc hẳn là sẽ lại muốn bố trí xuống một cái đại trận gì đó, lại dựa vào đại trận liều chết, nói không chừng còn ăn may cái gì đó. Nhưng mà, xem ra chủ nhân bọn hắn hàng thật giá thật muốn bọn hắn trực tiếp xông vào. Các ngươi không muốn đi, đi, chín tên võ tôn không dám đi sao, cũng không cần tàn sát người vô tội, chỉ cần các ngươi đem những vị nhi tử, tôn tử gì đó của thừa tướng, tướng quân, thành chủ. Bắt một đống lớn là được rồi. Nghe được lời này, chín tên võ tôn đang muốn đạp không rời đi nội tâm dễ chịu đi không ít, so với đánh giết tại phụ cận Hoàng Cung mà nói, bắt cóc những kẻ này thật quá đơn giản. Nhưng mà, sở nam lại chưa còn nói xong, nhớ lấy, tuyệt đối không thể vô thanh vô tức mà bắt người đi, phải gióng cờ khua trống mà bắt cóc, nháo càng lớn càng tốt. Còn có, phải dùng danh hào thiên tướng quốc mà làm không để bọn hắn kịp kinh ngạc sở nam lại trực tiếp hạ lệnh. Đi thôi, sau hừng đông phải có mặt tại chỗ này, thuận tiện cũng nói cho hậu quang vũ một tiếng. Chiến tên võ tôn cung kính gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Sở nam xuất ra một đống lớn tài liệu, đối với an võ thánh cùng tiểu nê thu nói. Hai người các quán chú đầy pháp tác vào những thứ này đi, ta có việc cần dùng. Sau khi làm xong, an võ thánh, ngươi liền hướng phong dương thành trông non 10 người bọn hắn, nếu có võ thánh xuất hiện, không cần liều chết chỉ cần dây dưa là đủ lập tức sở nam tiến vào trong lòng đất mà bố trận trận pháp hắn muốn bố trí ra là hai bộ đại trận một bộ là muốn đem phong dương thành khóa chặt lại một bộ lại bao trùm lấy hoàng cung đại trận vẫn là lấy sát ngư trận làm trận cơ ngoại trừ khảm nhập sinh tử băng hỏa trận ra hắn còn có tỏa trận cùng chữ vật trận mà hắn nghiên cứu từ trong chữ vật yêu đái tự nhiên tỏa trận là đem phong dương thành khóa kín lại còn chữ vật trận lại là đem phong dương thành coi như một cái không gian chữ vật mà tiến hành ra cố thêm. Bộ trận pháp còn lại thù dùng thú bị tàn trận làm trận cơ, bởi vì chém giết phi thiên cửu hồ xong, cái hạt châu tổ bảo kia đã bị sở nam kiếp nổ cho nên tài liệu có thể dùng được trong tay hắn chỉ đủ bố trí ra 12 vị trí. Lại phụ dùng chính phản ngũ hành đại tuyệt sát trận đã trải qua sở nam cải tiến, mà thủy, thổ trong ngũ hành này lại là do pháp tác cấu thành. Còn có một bộ từ tay vạn trận lão tổ chỉnh hợp lại, huyễn hồn thủy kính trận. Mặt khác, còn có vô số trận pháp khác như sinh tử trận, thủy hỏa trận, toàn phong trận, trọng lực trận, tụ nguyên trận, thiên la địa trận. Sở Nam biết rõ phong dương thành này cùng Hoàng Cung đều có đại trận thủ hộ, là những đại trận cực kỳ lợi hại. Dù sao, hơn 6.000 năm truyền thừa đó cũng không phải là chuyện nói chơi. Sở Nam mặc dù đối với trận pháp cũng rất có thành tựu, cho dù muốn phá giải được chúng cũng không phải là việc cực ngắn gì, dưới tình huống không khiến kẻ khác chú ý, hắn lại đem toàn bộ đại trận thủ hộ làm quen một hai. Bất quá, sở nam có thể khiến cho chúng không thể hấp thu được năng lượng từ lòng đất mà ngược lại còn đem năng lượng này rút gia nhập vào trong những trận pháp hắn bố trí, mặc dù hắn đã chuẩn bị không ít năng lượng chi vật. Nhưng mà, nguồn năng lượng tối trọng yếu nhất vẫn cần phải hắn cung cấp cho. Vì thuận lợi bố trận, sở nam để thập đại võ tôn đi hấp dẫn chú ý của mọi người, bản thân thì đi thực hiện kế sách minh tu sản đạo, ám độ trần thương, ngoài mặt thì làm việc này, bên trong ngầm làm việc khác. Hậu quang vũ đến cửa thành, không đợi thành thủ vệ lên tiếng thì hắn trực tiếp xuất sát chiêu đem đám thành thủ vệ này tiêu diệt sạch sẽ, đang lúc muốn một đường giết vào thì chín tên võ tôn phía sau đã đuổi kịp đến. Sau khi nói lại với hắn chuyện đại nháo phong dương thành xong, hậu quang vũ liền cảm giác như bản thân như mình lọt vào một cái sa mạc minh mông không thấy đầu cuối. Kết quả là, phong dương thành nổi lửa, nước tuôn, tiếng hét vang lên. Thiên tướng quốc đến phục cửu đây, 10 tên võ tôn nhất tề quát lên khiến cho cả phong dương thành phải chấn động, cường giả hoàng cung, tinh binh liền xuất ra. Mà 10 tên võ tôn này lại tán nhập vô hình tản ra khắp nơi, từng người đều hướng về phía đám nhà giàu nhà cao cửa rộng tiến hành bắt cóc mà đi. Phong dương thượng quốc quốc chủ cũng bị từ nhất long hí nhị phượng cho kinh hãi tỉnh dậy mà giận tím mặt. Thiên tướng quốc, còn dám nhảy nhót trước mặt ta, đem toàn bộ đám thiên tướng quốc kia bắt sống lại cho chấm. Chấm muốn hảo hảo làm cho người trong thiên hạ nhìn một chút, dám thò tay tới địa bàn của chấm, xem ra chấm cũng muốn ban bố một đạo tàn sát lệnh huyết tinh mới được. Trong Hoàng Cung, cao nhân không thiếu, phong dương quốc chủ một điểm cũng không lo lắng an toàn của Hoàng Cung. Bất quá, một gã võ thánh đại viên mãn lại cảm thấy trong lòng có gì đó bất an. Võ thánh đại viên mãn này liền đem thần niệm phóng xuất ra, đem xung quanh phong dương thành quét qua ba lượt nhưng vẫn không thấy nguồn gốc của cỗ bất an này ở đâu. Rồi sau đó, thần niệm lại hướng sâu xuống đất mà tìm kiếm một hai, phát hiện được đại trận thủ hộ vẫn hoàn hảo như cũ thì liền nhíu mày lại, ánh mắt lại hướng lên trời quét đi, cuối cùng, vẫn không bắt được một chút gì. Hẳn là, là lão phu đa tâm, tên võ thánh đại viên mãn này lại không biết, bên dưới thủ hộ đại trận mấy ngàn mét, sở nam vừa mới đem thù bị tàn trận bố trí tốt, cho nên dẫn đến ngay cả võ thánh đại viên mãn cũng không thể phát hiện ra, mà những người khác lại càng không thể. Huống hồ, chú ý lực những người kia hoàn toàn bị hỗn loạn trong thành hấp dẫn rồi. Phong Dương Thành đã là chó sủa gà kêu, tinh binh đi tuần tra khắp nơi nhưng lại không hề thấy chút đầu mối nào, loạn theo đó mà càng thêm nghiêm trọng. Dù sao, cùng với võ tôn đại viên mãn chơi trốn tìm, chuyện này làm sao mà đám tinh binh kia có khả năng tìm được, mặc dù tu vi đám người này không thấp, thấp nhất đã đều ngoài võ vương chi cảnh. Mà những cái gia tộc kia tự nhiên cũng có không ít võ tôn, nhưng đám võ tôn đại viên mãn này đều một kích đắc thủ liền bỏ chạy, khiến cho bọn hắn có phòng cũng như không. Rất nhanh, trời đã sáng. Sở Nam từ trong lòng đất nhảy lên, phủi tay cười nói. Vừa vặn phù hợp, trận thành. Cùng lúc đó, 10 tên võ tôn muốn rời khỏi phong dương thành liền bị một gã võ thánh cản lại. An võ thánh lập tức hiện thân, đem tên võ thánh kia dây dưa. 10 tên võ tôn kia lập tức muốn nhân cơ hội mà thoát thân rời đi nhưng lúc này lại có hai tên võ thánh khác nhanh chóng lao tới khiến cho An võ thánh phải bó tay bó chân. Sở Nam thấy cảnh này liền cười nói. Tiểu Hắc, đi, chúng ta cùng góp vui đi. Phong Dương Thượng Quốc Tam Đại Võ Thánh đem 10 tên Võ Tôn Đại Viên Mãn cùng An Võ Thánh vây quanh tại một chỗ. Tên Võ Thánh cản đường lúc đầu kia lên tiếng nói, thật sự là một đám không đầu óc, không biết tự lượng sức mình, dựa vào mấy người các ngươi có thể vì thiên tướng quốc phục cửu sao. Dám ở Phong Dương Thành muốn làm gì thì làm sao, Ngươi tốt nhất, tốt nhất, thả chúng ta, nếu không, thanh âm run rẩy này tự nhiên là đến từ hậu quang vũ, nhưng không đợi hắn nói xong tề Võ Thánh liền quát lên. Nếu không, nếu không thì sao? nếu không các ngươi sẽ không có quả ngon mà ăn đâu nếu không muốn biến thành nô bộc của chủ nhân hậu quang vũ thoáng cái mãnh liệt giống lên không những thế hắn còn kết hợp với kinh nghiệm của bản thân mà còn kèm hai chữ nô bộc bên trong lớn mật tề võ thánh cuồng nộ hắn đường đường là võ thánh mặc dù ở phong dương thượng quốc cũng coi như là kẻ có địa vị nhưng mà làm sao có thể nô bộc của kẻ khác được hắn lập tức quát lại ngươi tính là cái thứ gì dứt lời tề võ thánh liền xuất ra một mũi thủy tiễn bắn thẳng đến hậu quang vũ muốn cho hậu quang vũ đẹp mặt một cái, để cho hậu quang vũ vì lời nói của mình mà trả giá thật lớn, đương nhiên, cái giá này chính là tử vong. An võ thánh ngử lạnh một tiếng, thổ pháp tắc chi kiếm bỗng nhiên chém tới, ngay lập đem mũi thủy tiễn ẩn chứa pháp tắc kia chảm thành hai nửa, trong nội tâm lại không khỏi thầm nhủ. Thủy pháp tắc của tiểu nê thu ta không khác được, chẳng lẽ thủy pháp tắc của người ta khác không được? An võ thánh vừa ra tay hai tên võ thánh còn lại đều lập tức muốn xuất thủ, nhưng mà tề võ thánh dưới cơn nóng giận lại ngăn cản lại. Tề Võ Thánh nhìn chồng chọc An Võ Thánh nói, ngươi chính là tên gia hỏa mại chủ cầu vinh bán chủ cầu vinh. Ta tin tưởng, ngươi cũng nối bước ta thôi. An Võ Thánh lạnh lùng nói, lại đối với sở nam đầy tin tưởng. An Võ Thánh đối với đám người hậu quang vũ nói, các ngươi đi trước, ta đoạn hậu, có tam đại Võ Thánh chúng ta ở đây, các ngươi có thể đi được sao? Tề Võ Thánh cười mười phần chế nhạo, mới nói xong ánh mắt hắn bắn thẳng về phía trước mà quát. Ai, cút ra cho bản thánh.